Hôm trước chúng tôi có hứa, là trong 14 buổi giảng chúng ta sẽ có ít nhất một buổi chúng ta nói về lịch sử truyền thừa, có nghĩa là từ thời Đức Phật, giáo pháp Đức Phật. Lúc đó hầu như là chỉ tập trung ở Ấn Độ. Sau khi ngày viên tịch Niết Bàn thì giáo pháp ngày bằng cách nào và trong thời gian bao lâu mà được truyền bá ra khắp thế giới như là ngày hôm nay, là hãy tôi gọi đó là lịch sử truyền thừa. Và cái thứ hai đó là lịch sử kinh điển, là chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn cả đời này không có chép xuống một dòng kinh điển nào hết, một dòng kinh điển nào mình chỉ biết không có. Vậy chúng ta có một rừng kinh sách ở đâu mà ra, sẽ gọi là lịch sử kinh điển. Tôi nghĩ đây một đối bà con ở đây thì nhiều người, rất nhiều người đây cũng rất cần biết được gì đó. Bởi vì chúng ta không thể mơ hồ, chúng ta đang mơ hồ đó. Tôi đi chùa tôi nghe giảng vậy thì tôi biết vậy thôi, chứ tôi không biết rồi cái đạo này đâu nó ra đó. Thì đó là cả một cái lòng quan trọng rất là lớn, đáng ngại nha. Có thể chiều nay mình bắt đầu trước về lịch sử kinh điển, và có thể mình sẽ chọn một trong đó là lịch sử truyền thừa. Chúng ta vừa học hai cái đó mà cũng vừa điểm sơ qua một ít liên quan. Cái vị giấy làm lạ là tại sao mình lịch sử truyền thừa mà lại có nhân lý trong đó, là bởi như thế này. Các vị nào ở đây mà có từng ở miền Tây á, hoặc là từng xuống miền Tây, chắc các vị có biết một chuyện là người miền Tây á, có rất là nhiều người họ truyền trái cây rất là giỏi, các biết không? Truyền ví dụ như là dừa khô, hoặc là dưa nấu, hoặc là cái thơm cái khóm, họ làm rất giỏi. Là những lần mà họ chuyển hàng từ với cái rẫy mà lên trên xe hàng, xe tải mà đem đi, họ làm rất giỏi. Có nghĩa là họ chỉ cần khoảng chừng vài thanh niên thì họ đem nguyên một tấm dưa hấu từ dưới ruộng đem nó sạch lại. Mà người bình thường làm chứ không, cái đó nếu mà giao cho cái đám mà đây 100 trái ăn còn được chừng vài trái rồi nó tan còn đó nha. Nhưng mà họ là họ chụp người cái gì nào mà được, có chuyện hết sảy, có ngày chuyện hết sảy không, cái gì mình không có hết sảy mà không ngày biết gì hết sảy, cái này hết sảy là trường hợp đó, tức là hết sảy đây có nghĩa là không có hết á, nghĩa là đưa bao nhiêu là còn nguyên bấy nhiêu là hết sảy. Có nhiều bữa con đem ăn cho tôi bữa nó sảy liền, có nghĩa là đưa vô nguyên một mâm là tôi thảo mắt bây giờ không có món nào mà tôi bỏ cho mọi người ở đây để sảy bữa sảy nhiều hơn hết sảy, cái là đưa vô nhiều mất hết. Ở đây cũng vậy, Phật pháp Đức Phật để lại những cái gì đó thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là những người truyền thừa, những người truyền tay để mà đem cái trái dưa từ dưới ruộng lên đó, từ chuyển lên xe tải rồi từ đó đem đến muôn phương đó, thì mấy cái người đó lại họ phải có bàn tay như thế nào mà là như thế nào. Tôi nói thiệt, không có ý bậy bạ, tự cái vị tha. Chúng tôi đang ngồi trước đảm bảo, trước điện tiền đảm bảo đối bằng tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm. Đó là trong cái ngày giảng ở đây, tôi nhìn quý vị vui, tôi cũng nếu là tôi giảng thì tôi bị vui, tôi cũng bị chứ. Người bên có cái chữ ngậm ngùi, ngậm ngùi ở chỗ nào, đó là lẽ ra đó, những gì chúng tôi nói là quý vị phải đã biết hết rồi, nghe hiểu không? Mà đằng này tôi thấy cái mặt quý vị đó là những điều đó là như là mới tin, chính vì nó mới tin nó mới cười chứ, chỉ biết mình đã biết rồi mặt vẫn cười. Đấy. Thì thấy cái vị thiết tha vẻ khao khát một cách tôi cũng mừng, nhưng mà bên cạnh đó là có cái nó có một cái ngạc nhiên, có cái ngạc vui là bao nhiêu thầy bà đã đặt chân lên mặt đất này mà đến bây giờ chừng ấy chuyện cũng không đáng gì mà bà con vẫn trơ mắt ra để mà ngạc nhiên. Thì ở đây bắt buộc chúng tôi phải có một cái dấu hỏi rất là lớn lớn nghe kẹt, đó là vấn đề truyền thừa.
những người đến đây họ đã truyền thì các vị cái gì? Và hôm nay chúng ta lại có cái thái độ dễ thương như vậy. Khó nói lắm nhưng phải nói. Cho nên mình phải kể cái kỳ công của các vị tiền bối trong đường tiếp Phật giáo. Phật một đời thuyết pháp không biết ra một chữ, Phật mất rồi thì Phật pháp được lan truyền đến khắp thế giới từ một cái hệ thống kinh điển hoàn toàn là ô luôn, mà chỉ qua chữ viết đó là cả một hành trình rất là dài dài lắm. Và một chữ nữa, tam sao thành một, tam sao thành một. Nếu mà nói về ngôn ngữ bây giờ là qua ba là phô tô từ bảy bảy rồi là tam sao thành một. Sao như là phô tô là phô tô biết rồi nhìn nó ra. Thì các vị biết người ta đã làm thử một cái thí nghiệm như thế này, các nhà ngôn ngữ học á, ta đã làm thí nghiệm như thế này. Họ lấy được đoạn văn rất là ngắn, con vợ xanh nhỉ quanh hòn đá trời với cạn bát cát bát tôm, ví dụ như vậy. Ngay một cái bàn tròn thế này, cái bản đầu tiên là bằng tiếng Việt, lấy cái bàn cái câu đầu tiên là con vợ xanh nhỉ quanh hòn đá mới đưa cho từ tiếng Việt qua tiếng Anh, từ tiếng Anh dịch qua tiếng Đức, từ tiếng Đức dịch qua tiếng Ý, từ tiếng Ý dịch qua tiếng Tạo, từ tiếng Tạo dịch qua tiếng Nhật, từ tiếng Nhật dịch qua tiếng Do Thái Hy Lạp, từ Do Thái Hy Lạp dịch qua tiếng Việt Nam. Cái bản tiếng Việt Nam mà đầu và cuối nó so lại đó, đương nhiên là phải cho cái người cuối cùng dịch, phải là cái người bà con một tịch không biết gì cái công kia nha, cái người đó lần đầu tiên biết các bạn hơi quay ở đó. Thì hôm nay hai bản tiếng Việt nó so ra đó, thì một trời một dịch, một trời một dịch. Mai là trên một cái bàn tròn nó chỉ lưng lưu nó chỉ đi cái vòng trong thôi đó, khiếp gì mà khiếp lắm cái gì. Và đó là một cái thí nghiệm có thiệt và nó là một minh chứng rất là hùng hồn cho chúng ta thấy rằng là qua cái sự truyền thừa, qua cái dòng chảy thời gian, qua những bến bờ du nhập, qua cả cái xứ miền mà truyền bá, Phật giáo đã trải qua bao nhiêu lần dân biển mà đến tay chúng ta là kinh điển. Các vị thấy riêng cái tam tạng Phật giáo đó, nếu mà bị tập các ngôn ngữ chép kinh thì bị sẽ hát hồn. Tam tạng bằng tiếng Pali, tam tạng bằng tiếng Sanskrit, tam tạng bằng tiếng hỗn chuẩn hybrid. Ở đây ai nhận xe hybrid thì biết, tức là vừa xăng vừa điện. Tam tạng bằng tiếng hybrid có nghĩa là vừa là tiếng Pali mà nó pha với tiếng Sanskrit, nó thành ra là tiếng Prakrit. Mà Prakrit vốn nguyên thủy nó là dialect, dialect tức là địa phương của các vùng miền. Đó là tôi nói ít, chứ là cái dialect nó rất là nhiều. Hôm nay chúng ta có thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp được những cái phát minh, những cái mảnh vụn kinh điển bằng các tiếng khác nhau ha, truyền qua các xứ khác bên ngoài Ấn Độ, như là về đất bên Tàu đó là có tam tạng khiết đan Tây Hạ, Mông Cổ, Tây Tạng rồi tiếng Hoa. Mà tiếng Hoa qua các bản dịch như là của An Thế Cao, của Cung Ma Ba Thập, của Huyền Trang Thập Hiển Nghĩa Tình và vô số nhà thi dịch khác. Cho nên hôm nay chúng ta nói về kinh điển Tam Tạng chúng ta có nhiều lắm. Còn bên Phật giáo Nam truyền chúng ta có Tam Tạng bằng tiếng Tang, bằng tiếng Thái, bằng tiếng Lào, bằng tiếng Miên, bằng tiếng Campuchia. Đem tất cả những đó lại nó chắc chắn là những bản tam tạng lý đang so lại nó có những cái điểm gì rất là lớn. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần điểm tựa để có thể tin cậy vào cái nội dung của tam tạng bằng cách là cái nội dung giáo lý đó, nghe kịp không? Dựa vào cái nội dung giáo lý thì căn cứ vào cái tinh thần của Phật pháp là gì? Mọi sự ở đời đều là khổ, cái này quan trọng lắm. Mọi sự ở đời đều là khổ. Nếu trong cái bộ tâm trạng này mà có cái bộ nào mà nói đến cái chuyện mà kêu gọi đầu thai tái sanh vào một cảnh giới khác đó, là thấy có vấn đề. Vì tinh thần Phật giáo là buông bỏ tất cả những cảnh giới tái sanh, chỉ là những bến bờ, những
chạm dừng chân dừng sân ga dừng phi trường mà thôi, không thể nào nói được ra đó là last destination trong hành trình tu duy nhất chúng ta được, nó mới là đến đến sau cùng nha. Đó là thứ đầu duy nhất là tất cả đều là khổ, và tất cả những gì mà chúng ta thương thích ghét sợ đều trong cái khổ ấy. Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa, và luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy, đó chính là con đường thoát khổ. Cái tinh thần ấy nó được truyền thừa xuyên suốt qua 26 thế kỷ, qua các vùng miền, qua những bến bờ văn hóa và Phật giáo du nhập và cập bến nha. Có một điều chúng ta biết, sau khi Phật tịch rồi, khoảng 300 năm đầu tiên Phật giáo hoàn toàn là truyền thừa thứ kinh điển khẩu truyền, sư phụ truyền cho đệ tử, hết đời này sang đời khác. Tam tạng nó chỉ gồm có hai phần, đó là chánh tạng và chú giải, tất cả đều là ổn hết. Chánh tạng là sao? Tức là tất cả những gì trực tiếp được Đức Phật thuyết giảng, và những pháp thoại, những câu nói, những lời kệ của các đệ tử mà được Đức Phật ngài xác nhận, nghe kệ không? Thì cái phần đó tự gọi là chánh tạng, tiếng phạn gọi là tiếng tất cả. Cái phần thứ hai gọi là các cả thai, có nghĩa là phần commentary, phần chú giải của chánh tạng. Các vị nghe kịp không? Tại sao phải cần cái phần này? Là bởi vì cái này tôi nói thật chậm nghe cho kỹ nha. Tại sao phải cần cái phần này? Là bởi vì Đức Phật khi thuyết pháp này không có làm cái chuyện mà may rủi như mấy vị đệ tử. May rủi là sao? Nó tới thì nó nghe, nếu mà nó đủ duyên nó hợp nó đắc, còn thở thì thôi, hiểu không? Cái Phật thì không. Ngày nhìn cái lỗ mũi mình biết mình nghĩ cái gì, ngày nhìn cái mặt của mình là ngày biết mình đã tu hành bao nhiêu kiếp, mình thích hợp với cái pháp môn nào, bây giờ mình cần nghe cái gì và ngày cần nói như thế nào. Thế nên ngày nói cùng nhìn cái mặt của mình là ngày nói có một câu ngắn gọn là nghe kịp không? Cái tinh thần mà giáo pháp để người ta thấu suốt rồi từ đó trở thành thánh nhân á, cái tinh thần này thì gom gọn là chỉ có bốn đế thôi. Bốn đế, một là bốn cái đã tôi nói, mọi thứ ở đời là khổ, mọi thứ mình thích đều là trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ, và sống trong ba nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ. Cái tinh thần đó là suy suốt, nhưng mà nó hơi đặc biệt chỗ này, đối với thằng Tèo ngày nó khác, là tí nó khác, nói sao đó mà miễn sao cái nội dung có được giữ nguyên cái kiểu không? Nói như thế nào cho nội dung giữ nguyên? Ok, cơ thể chúng ta cần đến các thứ sinh tố để chúng ta sống, nhưng mà đối với một người mà người Nhật thì ăn sushi, người Tàu thì ăn kim chi, người Ý thì ăn spaghetti, ăn pizza, người Mỹ thì ăn hamburger, ăn steak, còn người Úc thì ăn cái gì luôn biết, ăn kangaroo. Họ ăn cái gì không biết, mà miễn là trong thức ăn ấy có đủ các yếu tố để cho cơ thể của họ nó được nuôi dưỡng cái kiểu không, thì tùy vào cái khẩu vị của từng người mà Đức Thế Tôn ngày cho bạn có món gì. Không có răng thì ngày họ ăn đồ nhai, nhai được đồ cứng. Họ không có răng thì ngày cho họ ăn đồ mềm. Nếu mà họ còn là baby thì ngày cho bạn baby food vào đó, uống xuống bình. Miễn là mỗi ngày họ có đủ cái lượng sinh tố là xong, như vậy thôi. Chúng ta y chang như vậy, đó là Đức Phật. Chính vì ngài có khả năng thấu suốt được cái căn duyên của từng người, để biết rõ cái ưu điểm, nhược điểm, sở trường, sở đoạn của từng người, cho nên ngài nói rất là gọn, ngài không cần nói nhiều. Chính vì ngài nói quá gọn, cho nên người đủ duyên họ nghe họ đáp, còn cái đáp nào mà vô duyên nó nghe nó tối nổi. Các bạn nghe kịp không? Thí dụ như có một cái ông tâm đức đạo này nói cho con nghe vắn tắt về con đường khổ được không? Đối với cái đầu của con thì sanh tử nó là một dòng chảy, nghe kìa. Đối với con sanh tử luân hồi nó là một dòng chảy, cho nên con muốn Thế Tôn dạy cho con đường thoát khổ mà mang cái hình ảnh nội dung lấp lánh của một người qua sông. Tôi nói là người nghe kịp không? Có nghe kịp không? Trong đầu của con có hình dung thấy cái dòng sinh tử là một dòng chảy, cái dòng chảy là một stream.
thì con xin Thế Tôn dạy cho con biết làm sao thoát khổ. Thế Tôn dạy thế này: đi tới thì sẽ bị trôi dạt, đứng yên thì sẽ bị xuống. Ta tránh cả hai cái chuyện đi tới và đứng lại, đó chính cái chuyện tránh, chính cái thái độ mà không đi tới mà không đứng lại, đó chính là con đường giải thoát của ta. Ông nghe vậy là ông tác đạo này. Mình hôm nay mình nghe được rất nhiều là chết đi. Mà Thế Tôn, trong cái đầu của con nè, dòng sinh tử nó là một cái dòng chảy, thì con biết cái đường nào qua khỏi dòng chảy này. Ngài nhìn thấu suốt căn cơ của ông. Ngài nói rằng bước tới, hãy đi tới là bị trôi dạt, mà đứng yên là bị dìm xuống. Không bị dìm xuống cũng không có trôi dạt, đó chính là con đường giải thoát. Mình nghe mình không hiểu, mà ông nghe mình hiểu như thế này. Ông nghe mình hiểu như thế này nè: không khổ hạnh cũng không lợi dưỡng, mà phải đi theo con đường trung đạo. Có nghe kịp không? Lợi dưỡng là sao? Tu mà phải sướng, phải tiện nghi, phải thoải mái, phải ngọt ngào, phải đã đời thì mới được, đó là lợi dưỡng. Còn khổ hạnh là chủ trương ép sát, đầy đọa chính mình để làm khô cạn phiền não, đó là một thứ suy nghĩ cực quan, đó là khổ hạnh nha. Tránh lợi dưỡng đặc biệt ngon. Cái thứ hai, trong cái đầu phàm phu của tất cả chúng ta thường có khuynh hướng là biên kiến, là sao? Một chiều phiến diện, hoặc A hoặc B, hoặc trắng hoặc đen, mà quên rằng có thứ xám xám nữa. Cho nên có một quyền thoại, một truyền thuyết như thế này. Để tập tôi nói là quyền thuyết, một quyền thoại. Là có một lần nữa, ông Nguyễn Đình, ông Ngô Đình Thục, ông tiến cử một người mà ông tin cậy đó cho ông Ngô Đình Nhung. Cha thấy cái tay này được, có cái nhân thanh từ history rất là tốt, có cái background chính trị rất là sạch, coi như là trắng tinh, con có thể xài được, con như ăn với con làm gì mới xài được. Thì ông Ngô Nhung trả lời thế này: thưa cha, ở đời ngoài cái trắng đen có thứ xám xám nữa, thì con coi này nó có xám không? Cuối cùng phát hiện ra nó đang gì, nó là chị cộng đồng dùng. Các vị nghe kịp không? Thưa cha, ở đời này ngoài cái trắng cái đen nó còn có thứ xám xám nữa. Cho nên cái khuynh hướng chúng sanh đó là khi mà biên kiến là sai, hoặc trắng hoặc đen hoặc xám mình bỏ ở đâu? Bởi vì chúng sanh mình thấy sơ sơ, tôi chỉ ví dụ một chuyện thôi. Cái hẹn chúng ta thứ nhất là ăn rồi là cứ cắm đầu lục cái mặt vô trong năm trần sạch thân khí được sốt được hưởng thụ. Cái hẹn thứ hai chủ trương là hưởng thụ năm trần năm dục là tội lỗi, là thánh kém. Nhưng mà con đường ngược lại có nghĩa là ly dục, là lìa bỏ hoàn toàn năm trần. Họ tưởng như vậy là hay, nhưng mà họ lại bị bắt vào cái khác. Tôi nói lại lần nữa: gục mặt cắm đầu hưởng thụ trong năm dục, đó là bảy đúng rồi, nó rất là gần cái xuất gạch đúng rồi. Nhưng mà mình đi theo con đường mà hành trì thiền định ly dục á, hay chính nghĩa là hay, mình được trong sạch, mình ly dục, mình sạch sẽ, mình thanh tịnh lắm. Nhưng mà mình lại thấy cái đó là hay, như vậy là mình kẹt trong cảnh khác, mình kẹt kẹt hơn. Cái con đường giải thoát thật sự là gì? Là con nhàm chán cái tội lỗi đã làm rồi, con đi theo cái thiện pháp thanh tịnh đúng rồi, nhưng mà con phải thấy rằng cái chuyện mà giải thoát thanh tịnh này nó chỉ là giải pháp thôi, chứ nó không phải là cái gì hay ho nghe kịp không. Con bị bệnh thì không phải vào bệnh viện, nhưng bệnh viện không phải là cái chỗ mà con ở suốt đời, hiểu không ta? Hiểu không? Con bị bệnh thì không phải nhờ y tá, phải nhờ bác sĩ, nhưng mà trong một giai đoạn nào đó thôi, chứ họ không phải là cái người mà con đắm đuối đê mê cầm tay họ sống suốt đời, họ là sai. Họ chỉ là một phần giải pháp cho con thôi. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta chìm đắm vào ở trong cái gọi là một lề trại chúng ta đã sai nhé, đó là tinh thần của pháp. Thì nếu một cái đã trả lời như vậy, tức là các ta đã đạo của ta là cái con đường giải thoát của ta, là của ta cũng là của chư Phật qua đời mười phương, đó là không lợi dưỡng, không cố hạnh, không chấp hữu, không chấp vô, không chấp thường, không chấp đoạn. Là sao? Có một hạn thì chấp hữu chấp vô là sao ta? Có trên đời có loại người lạ lắm, cái gì tôi
tôi không biết, tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Ở đời có mọi người suy nghĩ như vậy, cái chuyện không? Có không ta? Dạ, cái gì chẳng không thấy, không biết, tin được thì cái đó không có. Rất là vậy. Còn cái hạng thứ hai, cái gì mà tôi không thấy, không biết được nó đều có thể có. Nghe kịp không? Cho nên tất cả tri kiến chúng ta nó chia làm hai nhóm, đó là nhóm thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến có ba và đoạn kiến có ba. Thường kiến có ba là sao ta? Tin vào sự có mặt của một cái đấng chí tôn sáng tạo muôn loài, toàn quyền ban phước tha tội. Tin vào sự hiện hữu của đấng như vậy, đó là thường kiến. Tất cả mấy điều là do duyên tạo ra, không có cái gì mà do một đấng cao siêu đào tạo ra. Tất cả mình phải hiểu là cái điều do duyên mà thành. Cho nên tin vào sự có mặt của đấng mà chí tôn sáng tạo muôn loài, đó là cái thường kiến. Thứ hai, tin vào một cái thế giới vĩnh hằng nào đó, đời đời bất tử, sung sướng. Đó là cái thường kiến thứ hai. Thứ ba, đó là tin vào có một cái tội, có một cái linh hồn trường tồn bất biến từ đời này sang đời khác. Chết chỉ là một cái hình thức tan rã tạm thời, giống như cái lòng bị hư thì con chim chết, từ cái lòng nó qua cái lòng khác thì không. Khi mà chúng ta tin vào cái sự có mặt của một linh hồn vĩnh cửu như vậy đó, thì được gọi là thường kiến. Thứ ba, khi mà thường kiến có ba trường hợp: một là đấng tối cao, hai là một cảnh giới vĩnh hằng, ba là một cái tôi nha. Cái thứ ba thì từ khi tôi giảng tới đây tôi thấy bà con mặt đơ đơ, là tôi biết các vị không biết rằng quý vị dính cả ba cái đó. Các vị cứ nghĩ là các vị dính cả ba cái đó không? Các vị nhìn kỹ mặt cái tôi được. Hôm nay tôi biết Phật pháp, kiếp này tôi biết Phật pháp, thì tôi hiểu rằng ba nó không có, hiểu về thân, chỉ đừng đáy sâu tâm khảo của tôi. Cả ba cái đó hoàn toàn, cả ba cái hiểu lầm đó hoàn toàn có cơ hội, chỉ cần thở thân vô trong một gia đình Hồi giáo. Có đứa Hồi giáo nào mà đẻ ra trong đầu nó không có hai cái chữ Ba Allah, là Allah tối cao. Allah là tạo hết theo đạo chúng, là Thiên Chúa Trời, Chúa Ba Ngôi, đúng không? Tôi nói câu này nữa, không biết tôi có mẹ bước ra khỏi đạo đàng này không? Đó là y theo Phật giáo. Mà tin rằng, tin và hiểu sai rằng trên đời này có một cái pháp thanh trường tồn bất hoại của Tỳ Lô Giang Na, của Đại Nhật Như Lai, của Dược Sư Lưu Ly Quang, của Tây Phương Trích Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đó cũng là cái sự thường kiến. Tôi biết tôi nói cái này tôi đang đập bể đồ cơm, nhưng tôi vẫn nói cái khái niệm về Di Đà, về dược sư liên quan cần phải hiểu cho đúng thì ok, hiểu sai một tí nó lọt qua thường kiến. Nghe kịp không? Đã đến tới cái nước này tôi đã phải làm một cái hành động bị pháp công thân, có như chắc bổn đức tự thiêu lần thứ hai tại trong vì cái sự toàn vong Phật pháp mà tôi đã hy sinh cái mạng tu của tôi trên mặt đất này. Tôi biết tôi nói cái điều đó nghe người ngoài nghe lại tưởng là tôi nói đùa, rất là tôi nói thật, bởi vì tôi đang tập, tôi đang tấn công một cái thành trì dày cui mà bà con Việt Nam đã dày công xây dựng mấy lần nữa. Chỉ cần suy nghĩ sai một tí, ví dụ như là cái A Di Đà Phật, cái chuyện tôi làm biết đến tên bản quá, cho nên tôi bị chịu khó tưởng tượng đi. Cái chữ A Di Đà Phật có từ A Di Đà, nó từ cái chữ là Amida, cho nên lúc cuối đời ôm trí tịnh, qua từ trí tịnh chủ trương không có đọc ai di đà rồi là ai ni đà, đúng không ta? Để có ai biết gì đó không? Cái trường phái mình nam mô a ni đà Phật là trường phái của hòa thượng trí tịnh. Rồi cái trường phái thứ hai là nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca, là cái trường phái tôi gọi là second generation của làng Nga.
có nghĩa là Nam Mô Phật trước rồi mới tới Bổn Thích Ca. Đó là tập kinh sát canh, bởi vì cái first generation là gì, là Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni. Đúng vậy cơ. Thì cái chữ Amita đó nó có nghĩa là vô lượng. Hiểu chậm cho một chút hay biết bao nhiêu. Nam mô Amita Buddha năng, chư Phật trong ba đời mười phương đã ra đời, đang ra đời và sẽ ra đời, hay quá. Con xin lạy tất cả các khả năng giác ngộ đang bàn bạc, đang phản phất, đang lung linh chung quanh con, dưới gầm trời này và vô lượng vũ trụ. Con lạy hết tất cả những khả năng giác ngộ ấy. Nam mô Amita Buddha năng. Con xin đảnh lễ vô lượng chư Phật qua đời mười phương, hay quá. Đăng này, cái câu Amita Buddha bị hiểu là con xin đảnh lễ A Di Đà Phật, chúng ta chỉ lại cái bộ nguyện Phật thôi, hiểu không? Chứ Amita lúc bây giờ nó không phải là countless nữa, mà nó trở thành tên gọi của một cái. Nghe kịp chưa? Ổn chưa? Quá ổn. Lẽ ra Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu cái này. Con xin lại tất cả chư Phật qua đời mười phương, chưa hết. Chứ Amita còn một kiện nữa, con xin lại cái tánh giác không có giới hạn. Amita là countless, unlimited. Tu là không có giới hạn, không bị vướng kẹt trong bất cứ một bến bờ nào hết. Con xin lạy cái sự thoải mái ấy, con xin lạy cái sự giải thoát không có phân biệt, không có lề phải, không có lề trái ấy, không có bị rào dậu, không có bị tường che, không có bị bắt ngang ấy. Con lạy cái tinh thần vô lượng ấy, hay quá, đặc biệt. Chúng ta lấy nguyên cái Amita hay ho đó, chúng ta biến nó thành cái tên riêng của một vị Phật, và cứ đè cái tên nó ra mà reo cả đời. Uổng quá, uổng, rất là uổng. Ngay cả ba cái khái niệm vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng chúng, ba cái chữ này rất là hay. Vô lượng thọ là sao? Có nghĩa là không, tuổi thọ không có giới hạn, đúng không? Rồi, tinh thần chánh pháp vô kỷ không có tuổi, đúng không ta? Hả? Lúc nào còn có người học, hiểu và tu, hành trì chứng đạo, lúc chánh pháp còn hiển hiện, còn tồn tại ở đời, đúng không? Đó chính là cái tinh thần vô lượng thọ, vô lượng quang là sao? Ngày nào mà còn có một góc tối trong lòng của chúng ta thì ngày đó chúng ta còn phàm, đúng không? Ngày chỉ góc tối không? Nghĩa là ngày nào chúng ta chưa được transparency 100%. Chúng ta muốn đi nha sĩ thì nha sĩ muốn giải quyết cái răng, thì cái răng hà nguyên hoặc răng chúng ta phải được transparency hoàn toàn trước nha sĩ, đúng không? Có hiểu không? Yeah. Nha sĩ không có quyền lục tung hai cái hàm của chúng ta để họ đi tìm vấn đề, nó để họ giải quyết, đúng không? Yeah. Bác sĩ muốn mổ mình, họ phải lục tung cái vấn đề của chúng ta, họ đè ra họ mổ được, đúng không? Cảnh sát muốn bắt tội phạm, họ cũng phải đi lục tung cái ngôi nhà của nó ra để họ giải quyết vấn đề của nó, đúng không? Như vậy thì thế giới này tất cả mọi vấn đề từ đạo đến đời đều chỉ có thể giải quyết khi mà không còn góc tối. Mà muốn giải quyết tối chúng ta phải cần đến ánh sáng. Nghe kịp chưa? Như vậy thì con xin lạy cái tinh thần vô lượng quang ấy. Con xin lạy cái tinh thần mà sáng sủa và minh bạch ấy. Hay quá. Đàn này vô lượng quang, chúng ta hiểu là tên của một người. Chữ vô lượng thọ hay quá bị hiểu hiểu sai. Vô lượng quang hay quá bị hiểu sai qua cái vô lượng chúng. Thì chúng ta hiểu đó là một vị Phật có vô lượng điện tử. Uổng quá. Vô lượng chúng này có nghĩa là ngày nào còn có người tin hiểu hành trì chứng đắc thì ngày đó còn có, tức là đệ tử của chư Phật ngày đó vẫn còn chưa có dứt. Nghe kể không? Hãy, mình không thể nói đức Phật Thích Ca Mâu Ni có bao nhiêu đệ tử, là bởi vì ngày nào còn có người tin nhận hành trì và chứng ngộ thì ngày đó đệ tử ngày còn sinh sôi, được gọi là vô lượng chúng. Chúng ta hoàn toàn có thể là con Phật, không biết đến thế hệ nào mới hết. Bởi vì hãy còn có người tin nhận hành trì chứng ngộ thì ngày đó đệ tử đức Phật vẫn còn sinh sống, tức là tinh thần vô lượng chúng nha. Đằng này chúng ta lại hiểu sai một lần nữa, chúng ta lại hiểu đó là tên gọi của một vị Phật. Tôi nói một lần nữa cho bà con, có thể bà con không tài nào ngay tại chỗ để chấp nhận điều đó, nhưng đó là sự thật. Đó là Phật giáo có hai thứ khái niệm, một thứ khái niệm tôn giáo và thứ khái niệm tư tưởng. Tức là khái niệm symbol, tức là người ta là khái niệm biểu tượng, khái niệm biểu tượng. Tôi hỏi các vị nha,
Ví dụ như trong thế giới hôm nay, trong thế giới ngôn ngữ, trong thế giới nghệ thuật, trong cái tinh thần triết học hay là chính trị hôm nay, chúng ta nhìn thấy cái con cù câu, chúng ta hiểu nhầm đó là biểu tượng của hòa bình. Trái tim là tượng trưng cho tình cảm, đúng không? Thì bản thân cái hình của con bồ câu đó, nó là một thứ ngôn ngữ. Ở đây có ai có đọc cái quyển Hòa Tử Bé của Sakaspari? Có ai có biết quyển đó không? Một rừng người hỏi chỉ có một cái gạch thôi. Mình tôi thương lắm. Đó là cái quyển tình sáng không? Bởi vì một chút giỏi quá, mình khó ăn nấu. Và mỗi lần trở lại là quý vị tôi phải đọc thêm rất là nhiều. Còn đằng này mà con biết ít quá cho nên tôi có một bộ xào thở, xào luôn mà lần nào nó cũng lạ. Trên chú bái ở chỗ đó. Từ đây cho đến già, chẳng không cần học, không cần đọc thêm, chỉ cần chừng này là đủ kiếm xong trên mặt đất này rồi. Thì ở trong cái quyển Sanctuary đó, quyển mà Hoàng Tử Bé có một cái chi tiết rất là hay và rất là sâu. Đó là Hoàng Tử Bé được một thiên thần vẽ cho hình một con voi, mà vẽ bằng cách nào ta? Đó là cái hộp phủ lên một tấm khăn thì nó thành ra con voi, có hiểu nó hình như được không? Thì đó là một cái hộp, xong rồi cái phủ tấm khăn lên thì nó thành, thì Hoàng Tử Bé hỏi đó là hình gì, thì cái người bạn cho nó bị thiên thần cái chuyện đó là con voi. Còn cái bé nhìn qua không ra con voi thì bị thiên thần nó mới giải thích đến này. Muốn thấy nó là voi thì sẽ thấy nó là voi, còn không thấy nó là tấm vải phủ trên một cái hộp thôi, nghe kịp không? Và bị thiên thần nó giải thích này, đây là một hình ảnh con voi mà đầy đủ và phong phú sống động nhất. Ông nói vậy đúng hay sai? Nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng ở cái chỗ là chúng ta tha hồ tưởng tượng con voi đó, nó như thế nó học. Nghe kịp chưa? Hay đó. Cái có biểu tượng đó là chỗ đó. Cái vấn đề là anh hiểu biểu tượng nó ra làm sao? Chúng ta hiểu đâu. Tôi lặp đèn một chút. Từ lịch sử kinh điển mà tôi đi biết, tôi không biết tôi đi tới bến mờ nào. Đời nhà Tống bên Tàu có một họa sĩ tên là Nê Thẩm. Ông nói rằng cho đến hôm nay cái lý luận hội họa của Trung Nguyên, tức là của Trung Quốc, chỉ mới đi được một phần đường thôi. Mở ra một bức tranh từ người vẽ cho đến người thưởng thức, thưởng ngoạn bức tranh, chỉ mới đi được một đoạn đường, có nghĩa là người vẽ tranh và cả cái người thưởng tranh, người ngắm tranh đều chú ý những cái chỗ mà có nét bút, có nét cọ, nghe kịp không? Nhưng mà thật ra trong bức tranh cái chỗ mà có nét cọ đi tới đó là một phần, nhưng mà chỗ nét, cái chỗ mà bị bỏ trống hay là được bỏ trống trong bức tranh, nó lại là một phần quan trọng trong bức tranh, đúng không ta? Hả? Yeah. Cái phần mà nó được vẽ đó là một phần bức tranh, nhưng mà cái phần được bỏ trống nó lại là một phần nữa, nó quan trọng lắm. Cái phần nó nhiều hay ít, có nhiều bức tranh chỉ mặt cái vị nhìn vào nó chỉ có vài nét, phần còn lại là trống rỗng, vì đó là bầu trời, cái kiểu không? Và cái hay cái này, ông phân tích thì nhiều ông họa sĩ với ông nói là chúng tôi từ lâu chúng tôi cũng đã thực hiện như vậy, mà chúng tôi không hề nghĩ đến cái chuyện mà phải giải thích ra cái chuyện đó và phải giải thích như thế nào. Có những bức tranh mà khi người ta nhìn vào, người ta không có nhìn vào cái chỗ được vẽ mà người ta nhìn cái khoảng trống của bức tranh đó. Ví dụ như có một lần đó, Lê Thẩm được một người bạn vẽ, một họa sĩ bạn thân mời tôi uống rượu và để cũng khoe một bức tranh mới vẽ xong. Nghe Phẩm chủ yếu tới ngắm tranh gì, ông uống có một hớp hai hớp rồi ông ngừng lại nhìn bức tranh. Thì bạn để ý coi Nghe Phẩm nói gì, thì Nghe Phẩm hớp một hai hớp rồi Nghe Phẩm nhìn bức tranh xong một lát sau Nghe Phẩm nói: chờ đợi một thú vị, nhưng mà chờ lâu quá cũng mệt. Nghe hiểu không? Tôi nói nghe kịp không? Ông nhìn bức tranh một lát, ông nói là ông uống hai ba hấp rượu, ông nói là chờ đợi đôi khi cũng được cảm giác thú vị, nhưng mà chờ lâu quá cũng thấy mệt. Người bạn mừng lắm, người bạn
cầm cái chén rượu đập xuống đất, nó bữa nay tôi chết là mãn nguyện rồi. Tôi kể đến đây các vị cũng là mà tôi không có biết bức tranh nó vẽ cái gì. Bức tranh nó vẽ một cái rất là một vẽ một vài nét rất là đơn giản, một cái mờ, một cái gờ đá từ trong bờ nó đưa ra ngoài cái mặt hồ, xa xa bên kia là một mỏm đá khác. Nhưng mà ông vẽ khéo đến mức ông tạo ra những cái gờ nước mà người mình nhìn vô bức tranh ấy, họ thấy rằng ở đây là một cái gờ đá, một cái mỏm đá đưa ra, và cái gờ nước kia báo chỉ biết là có một con thuyền đang đi tới, chỉ vậy thôi, không có thuyền nào hết, nghe kịp không? Cho nên đề phẩm nó uống qua mớ vô đó, thì ông có cảm giác là có một con thuyền nó đang đi tới, nhưng mà tranh lắm thì có một quỷ nào đi ra tới trời, hiểu không? Cho nên ông người bạn hỏi bức tranh này như thế nào, ông cho một câu thôi mà người bạn đã sướng sướng cho tới bây giờ vẫn còn sướng. Người bạn ông nói là chờ đợi một cảm giác thú vị, nhưng mà chờ lâu quá cũng mệt. Có cái lòng thấy được, ông thấy được cái gì mỗi mồm mà tác giả gửi lắm bên trong bức tranh đó. Chưa hết, ở đây các vị có biết của sĩ Salvador Dali không? Cảm ơn mình nữa. Thường có chỗ nói cái gì nghe chàng bạn thân hỏi nhau, tụi mình học cùng lớp lên cùng làng, học cùng lớp cùng trường, ra trường làm việc cùng sở, cái gì cũng giống nhau mà ngộ lắm, lấy vợ hai cô vợ cá tính khác nhau. Thì cái hàng tèo đó thì mình biết trả lời thế này, tôi cũng thấy như vậy, tôi thương vợ tôi thấy hiền, nói gì tôi cũng không biết. Thì thằng tí thằng tèo nó còn vợ thân nó cũng tốt nghiệp đại học, nó bác sĩ, nói cái gì tôi cũng biết. Tôi thương nó chỗ là nói cái gì tôi cũng biết, còn thằng tèo nó tao thương vợ tao là vợ tao, nói cái gì tôi cũng không biết. Chính vì nói cái gì nó cũng không, nó cái gì đối với nó cũng mới lạ, cho nên tao ở nó xuống nhà tao chỉ thấy toàn là cái điều không có thấy cái gì cũng kỹ hết, nó lạ không, tao nói cái gì nó cũng mắt tròn mắt dẹt, nó dồn tao, tao khoái cái cảm giác. Còn thằng tèo nó nói là tao khoái vợ tao rồi, tao nói cái gì nàng cũng có thể share với tao được. Cho nên nếu ngày tôi rời Úc Châu rồi, các vị hỏi tôi có người ở xa hỏi tôi xin thương Úc Châu không, tôi nói thương lắm, bởi vì bà xã của tôi cái gì mà cũng không biết hết trơn. Ok, cho nên tôi trở lại, có ngôn ngữ biểu tượng là gì? Có ngôn ngữ biểu tượng là người ta đưa ra một cái hình ảnh nhiều lắm là kèm với một người ý, và từ đó người ta mở, người ta để một cái chỗ trống cho mình tha hồ. Cái đỉnh cao của giáo dục là gì ta? Là gợi ý, không phải nhồi sọ, không biết ở đâu. Người ta nắm tay, người ta dắt đứa bé đi đến một lúc nào đó, một chỗ nào đó, người ta dừng lại để cho tự nó tìm tòi. Đó chính là đỉnh cao của giáo dục. Ở những cái xứ tiên tiến, họ không hề biết đến khái niệm học tủ và học gạo hay ra biết hai chữ được ta. Học tủ và học gạo. Cái đó là một dấu hiệu đáng buồn cho thấy một cái nền giáo dục có vấn đề. Các vị tưởng tượng một bác sĩ mà học tủ mới móc, khi mà gặp trường hợp nào đúng thì các biết ông mới mổ, còn cái đó không biết là sao. Cho nên có một cái gì đau lòng như thế này, có cái bà đó bên đi vô phòng mổ thì bà thấy ông bác sĩ sửa đeo găng bịt mặt trồng căng họng sọc xương mổ, nó thế này yên tâm đây biết không có gì phải lo. Bà nói tôi tên Teresa, nói không tôi nói với tôi. Hiểu cơ, bởi vì bà đang không, bà nói không tôi tên Teresa, là nghe biết cha nó có kiểu Việt Nam rồi. Tức là giả đè ra cho con mà nó đúng như cái bài cho học á thì bả hơn, còn mà mở ra rồi còn mà thấy nó còn ngộ mà nó đóng trở lại nữa là xong. Các bạn nghe hiểu chưa? Và những thứ tôi kể các bạn nghe không hề là chuyện cười, mà tôi muốn cho các bạn thấy rằng đa mà chúng ta học cái lý thuật học tủ không, và học tủ không giáo lý cũng có học tủ nữa là sao. Chỗ này chắc phải nhắc là chuyện hôm qua một tí, tức là cái tendency, cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh ấy, trong nhiều đời là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống.
ba cái này nó trở thành ba cái background, ba cái basement, ba cái điểm tựa, ba cái nền tảng tâm thức và nhận thức, nó mới dẫn đến một cái chuyện gọi là cái vị cái phải xong nữa nè, phải xong trình độ dẫn đến thái độ. Mày hiểu câu này không? Cái số người gật đầu hết. Trình độ dẫn đến thái độ. Cái khả năng này chúng ta tới đâu khi mà chúng ta nhìn ở vấn đề đó, chúng ta nhìn theo cái đầu của mình. Mọi thứ mà mình gọi là hiểu biết, là kiến thức, là nhận thức, là ba 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 ba, những thứ đó chúng ta là thái độ, chứ không có kỹ màu gì hết. Chính cái trình độ nó dẫn đến thái độ, có nghĩa là sao cái bị hiểu rồi. Cũng có mắt tai mũi lưỡi như nhau, nhưng mà khi mà nhìn sắc thân ký bị xúc đó, thằng Tèo nó cảm nhận khác một tí, nghe kịp không? Thằng Tèo coi như là nó chỉ có biết là cải lương tài tử thôi, cho nên nó chỉ có biết là Phùng Há, Năm Châu, Trà Ôn thôi, nhưng mà thằng Tí nó còn học cái opera, nghe kịp không? Và thằng Tí nó chỉ biết opera nhưng mà nó không biết cái cải lương, nó không biết mấy gì mấy đẩy, nó không biết quan họ hát sẩm bản đinh. Cho nên khi mà thằng Tí nó nghe cái gì mà nằm ngoài cái tài tử là mỗi chuyện không nổi. Và cái thằng opera thì nó thấy mấy kia là nhạc quen, cái đứa nghe nhạc thính phòng nó không chịu nổi cái thứ tài tử, nghe hiểu không? Cái thứ mà chỉ có bao nhiêu đó là chỉ có cái thứ của bolero, nó không có biết tango, ví dụ như vậy. Mà nó biết trên đời có chất chất chạm, có tango, có cái đó, có bolero, có đủ thứ khác. Ra đây nó chỉ biết một thứ thôi nha. Cho nên là cái mà cái trình độ nó dẫn đến cái nhìn, cái trình độ dẫn đến thái độ là sao? Biết ít quá thì cái thái độ thưởng thức của mình sẽ khác đi. Một cái người không biết gì mà họ nghe Beethoven, Mozart, Chopin thì họ nghe không nổi, họ nghe họ ngáp rách miệng. Nhưng một người họ biết thì họ mới bỏ cả trăm, một hai trăm đô la mua cái vé vô rồi nghe cái thằng cha cẩu đũa vô hiểu. Không phải ai trên đời là cũng có thể khả năng mà thưởng thức được tranh Picasso, không phải ai cũng có khả năng hiểu từ Salvador Dali. Đã tôi nhắc mà tôi chưa nói không, ông đó có vẻ tranh rất thích, đó là cái đồng hồ chảy, cái mèo trên quách. Mỗi lần tôi nhìn nó tự nhiên thấy mệt rồi, hiểu không? Mà khi tôi thấy mệt nó là thành công, bởi vì thời gian nó phải là nó đi tới không ngừng và nó phải trôi chảy suôn sẻ. Cái đồng hồ đó với tôi nó là một, phải là một cái gì đó trôi chảy và suôn sẻ. Và đằng này tôi thấy cái đồng hồ mà nó bị chảy xệ, nó giống như bằng sáp vậy, nó nhớ không? Nó nằm ở bên cái cảnh rồi, nó cũng được. Cái kim thì đứa trên đứa dưới mà tôi nhìn nó tôi mệt lắm, đó là ngôn ngữ biểu, ngôn ngữ biểu tượng, nghe kịp chưa? Rồi ok, nãy giờ tôi lạc đề dữ lắm rồi đó, xa lắm rồi đó, bây giờ tôi đang mò đường trở về đây nè. Mà tại ai? Tại Du. Du khờ quá, tôi dắt Du về đó, tôi dắt Du về đó, hai đứa cùng lạc. Nghe kịp chưa? Tôi không về lạc. Ok, ngôn ngữ biểu tượng chính là một thứ ngôn ngữ cao cấp mà con người chỉ biết sử dụng khi cái nền văn minh nó đi cao một tí. Phật biết rõ căn cơ của chúng sinh, Phật nói ra một câu cơ người ta hiểu. Nhưng đến các thế hệ sau, muốn hiểu được cái câu nói nguyên thủy của ngài, chúng ta cần phải đến chú, cần đến cái commentary, cần đến chú giải, rồi cần đến bao nhiêu cái hình thức diễn dịch trình bày phô diễn giải thích, nhờ mọi người đời sau mới hiểu. Và trong cái quá trình mà phô diễn trình bày ấy, người ta đã dùng đến các cái phương tiện ngôn ngữ biểu tượng. Thí dụ tôi biết cái này nói cái này là nổi điên nữa nè. Buổi đầu Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cùng các vị Phật như là A Di Đà Phật, Diệu Sư Lưu Ly Quang, các cảnh giới như là Tây Phương hay là Chúng Hương hay là Diệu Âm, tất cả đều là siêu bộ hết á. Nhưng mà nó xui một chỗ, ở mỗi hình ảnh, ở mỗi ngôn ngữ nó có ít nhất là hai cách hiểu cho hai cái level khác nhau. Thứ nhất là họ hiểu theo cái mặt nổi của ngôn ngữ, mặt nổi của hình ảnh. Cái thứ hai là họ hiểu theo cái cách mà nghĩa tuần tượng nằm giữa hai hàng chữ, hiểu được. Ở đây ai mà học triết tàu thì biết cái chữ hình di thượng. Hình di thượng tức là cái ý nghĩa mà nó nằm bên trên cái hình ảnh ngôn ngữ, gọi là hình di thượng. Thì nghe kịp không? Còn người Tây Phương họ gọi là phần trên của
cái tạng văn sơn, các biết không? Có nghĩa là những thứ mình nghĩ là chỉ là cái phần trên tạng văn sơn, còn cái phần chìm là 2/3, nghe kịp không? Và ở trong vật lý có một hiện tượng gọi là hiện tượng evaporation. Evaporation là từ bốc hơi, tức là tách rời khỏi mặt nước, cái hơi nước tách khỏi mặt nước để lên trời làm mây. Và ở trong kiếp nghiệp nó cũng một cái khái niệm đó là thủy thượng phiêu, nhớ không? Nhớ nhân vật là thủy thượng phiêu còn thiên nhộng không? Thế nhân vật thứ sáu sau Ngũ Bá là có khả năng đi mặt nước. Thì tất cả chúng ta muốn hiểu được giáo lý, muốn hiểu được cái ngôn ngữ, muốn hiểu được các khái niệm tưởng tượng, chúng ta phải có khả năng thủy thượng phiêu, nghĩa là đừng vướng kẹt trong ngôn ngữ. Các nghe hiểu đó không? Tôi ví dụ như chúng ta ở đây đều biết rằng ngôn ngữ trên thế giới có nhiều cách phân loại, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta chỉ phân loại thành hai, đó là thứ ngôn ngữ có chia và ngôn ngữ không có chia. Chia đây là con chim gáy, bị chỉ đất hơn, bị chỉ đất. Ví dụ như là động từ quá khứ, hiện tại, vị lai, nó được chia khác nhau, rồi danh từ là số ít, số nhiều, rồi nam, nữ, trung tính, tất cả đều được chia nha. Còn mà cái ngôn ngữ thứ hai là ngữ không có chia, ví dụ như tiếng Tàu, tiếng Việt Nam, tiếng Thái là không có chia. Ví dụ như nói là tôi mua cá, tôi mua hai con cá thì chỉ cá biết như vậy đó, rồi tôi mua một con cá chỉ cá cũng biết vậy. Nhưng ngôn ngữ tôi mua đó thì chỉ mua nó viết khác, mà má tôi mua đó thì chỉ mua nó viết khác, rồi tôi mua một con cá nó viết khác, rồi tôi mua hai con cá thì cái chữ con cá là viết khác, thì kiểu không. Tức là nó chia ngay động từ và danh từ nữa. Và chưa hết, má tôi đang mua hay là đã mua hay là sẽ mua, chưa hết, quá khứ gần hay là quá khứ xa, tương rồi vì hiện tại xác định hay là hiện tại mơ hồ, có hiểu không? Cho nên ngôn ngữ có thể chia làm hai nhóm, tức là ngôn ngữ có chia và ngôn ngữ chia. Trong đó tiếng Pali là ngôn ngữ có chia. Yeah, ngôn ngữ có chia rất là chặt chẽ. Cho nên chúng ta biết rằng trong Hội đồng Liên Hợp Quốc người ta sử dụng năm thứ ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Nga là để mà ghi chép, bởi vì đó là những tiếng Anh là sử dụng chẳng qua vì nó phổ thông thôi, chứ lúc gọi là chặt chẽ đó. Đó là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Latin, đó là những ngôn ngữ chia. Tại sao tôi lạc đề xa như vậy? Là bởi vấn đề nằm đây. Trong kinh ghi thế này: vị tỷ kheo thở ra, nghe kỹ nha, tỷ kheo đang thở ra biết rõ rằng đang thở ra. Đó là tiếng Việt ổn quá. Vị tỷ kheo đang thở ra biết rõ rằng đang thở ra. Nhưng mà trong tiếng Pali thì lại khác. Chỗ mà vị tỷ kheo đang thở ra đó, biết rõ rằng đang thở ra đó, thì cái chữ đang thở ra biết rõ rằng đang thở ra họ lại chia ở cái ngôn thứ nhất. Mà ngôn thứ nhất là gì? Nếu mà dịch sát là vị tỷ kheo đang thở ra biết rõ rằng tôi đang thở ra. Để có hiểu không ta? Hiểu hết. Tức là biết mà nói thì tiếng Việt không có chia. Cho nên là không có chia thì không có cần ngôn thứ, không cần ai thở, thằng nào con nào thở cũng để là để thở là xong. Tiếng Pali cũng được, tiếng Pali phải chia, nó phải là tôi hay là nó hay là anh, nó kẹt như vậy. Thế là trong tiếng Pali khi nói cho Phật kẹt nói thế này: tỷ kheo đang thở ra biết rõ rằng tôi đang thở ra. Mà tại sao có chữ tôi đó? Là tại vì cái ngôn ngữ đó muốn hay không muốn anh phải chia chứ. Thế là các nhà dịch giả rồi sao ngay chỗ đó họ có đèn dịch chữ tôi thôi, nghe kịp không? Dịch chữ tôi thì đã giết chết không biết bao nhiêu hành giả chữ tình xứ, nghe kịp chưa? Bây giờ hiểu hết, họ đã chết nghề cho đó. Thế là đang thở ra biết rõ rằng tôi đang thở ra, chứ tôi nó biết bằng mực đỏ mà biết bằng khắp tên tôi lai mới ghê, chứ nó biết bằng tôi cũng đụng thế. Yeah, đang thở ra biết rõ rằng tôi đang thở ra, thật ra không có phải như vậy. Đang thở ra biết rõ rằng đang thở ra, chứ không có tôi gì đó hết. Và trong kinh ghi rất rõ thế này, nghe đi nghĩ thế này nha. Đức Phật dạy một vị tỳ kheo mà đang trọng bệnh thấp khó thì nói thế này: con hãy ghi nhận rằng cơn đau đang có mặt, chứ không phải là tôi đang bị đau. Hay lắm quý vị, hay lắm quý vị. Khác nhau không? Khác nhau. Dạ. Yeah. Mình nhìn mình như là mình nhìn một người khác, nó không giống với mình. Mình nhìn mình như là mình đang nhìn mình, nó vẫn
cái đức này không? Dạ. Hết. Dạ. Bồ Tát làm được chuyện đó, nên chính Bồ Tát có khả năng, chính vì Ngài có khả năng nhìn mình như là nhìn một người khác, cho nên Ngài rất là bình thản trước mọi cảnh đời. Còn mình sống mình đeo lúc nào cũng để cái to mình chằn chằn cái đó, cho nên mình dễ bị tấn công, có hiểu không? Khi mà mình coi nặng cái tôi quá, nghe kỹ nè, khi mình coi nặng cái tôi quá thì lúc bây giờ mình biến mình thành cái ly cho đời cái bánh, các con hiểu không ta? Khi mình coi nặng mình quá thì mình biến mình thành cái bi cho đời cái bánh. Còn đối với chư Phật Bồ Tát, các vị hiền trí, Ngài coi này chỉ là một nắm cát. Tôi hỏi các vị câu này: một tờ giấy, một cọng rơm được thả xuống từ cái lầu thứ 20 xuống đại đất, nó có bị gì không? Hoài không? Nhưng mà một cái chén thả từ lên đó xuống, bây giờ hiểu chưa? Khi mà mình tu hành mà mình thấy mình là một cọng rơm, một tờ giấy, cái khả năng an toàn rất lớn, có đúng không? Bây giờ nghe, còn mình nghĩ mình là cái chén kiểu đó là chết cha, nó đụng tới là nó mẻ, đụng tới nó nứt và làm rớt và nó kêu cái đen đi, nghe kịp chưa? Giống như con chó mình đánh ở chỗ nào cũng kêu cái cẳng, đánh đầu cũng kêu cái cẳng nữa này, phạm vu cứ đụng tới là có vấn đề, cứ đụng tới là có vấn đề, nghe kịp chưa? Ok. Cho nên là lịch sử kinh điển bây giờ mới hiểu là cái chuyện mà hiểu được kinh điển, mà hiểu đúng cái thâm ý của Phật không phải là chuyện đơn giản. Là vì sao? Vì trình độ nó tạo ra thái độ, hiểu chưa? Chúng ta hả? Chúng ta không có khả năng, chúng ta không có khả năng bốc hơi, không có khả năng đi lên mặt nước. Thế là Phật nói, chúng ta hiểu sai Phật. Cho nên trong kinh Hán đại có một câu thế này: ly kinh nhắc tự, y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức tầng mang thuyền. Y kinh giải nghĩa tâm thế Phật quan, có nghĩa là cái y theo từng chữ chữ mà nói là nói oan chi Phật, chứ Phật có nói thế bao giờ, nghe kịp không? Mà mình cứ theo từng chữ là chết rồi. Đó là y kinh giải nghĩa thì tâm thế Phật quan, hiểu theo từng chữ kiểu con nít tiểu học, đó là nói oan chi Phật. Nhưng ly kinh nhất tự tức tầng mang thuyền bám chặt là nói oan chi Phật, mà rời một chút là nói lời ma, chứ không còn nói lời Phật nữa. Mà cái đáng sợ nhất là đa phần, không phải đa phần mà là almost chúng ta 99-70% chúng ta vì có vấn đề gì đó chúng ta mới đến chùa gặp tăng ni rồi nghe pháp. Các vị nó cho cái gì thì nghe cái đó, và cái nhu cầu mà tìm hiểu thêm nữa chúng ta ngại lắm, nghe kịp không? Tôi là đệ tử của Ngài Vũ Trơn, Ngài Hộ Tông. Tôi là đệ tử của Ngài Khanh Phi Ba Lô, Ngài Khanh Cha, của bà Cha Nếp, của ông Ghen Ca. Thế là đúng rồi. Cái mỗi lần đụng chuyện tôi móc nó gì ra là lấy cái câu. Mình coi nó bị đó là đại diện cho chân lý là chết rồi. Tất cả đều phải xét lại, ngay cả trong kinh, ngay cả những gì được ghi chép trong kinh điển. Vì sao? Vì Phật nói như vậy nhưng mà người đời sau truyền thừa có đúng hay không? Cái kiểu trong đó là một chuyện khác nha. Cho nên chúng ta phải biết nghi ngờ cái con đường dưới chân, phải biết nghi ngờ cái chỗ đứng chỗ ngồi của mình. Các vị biết người lính khác cái người bình thường ở chỗ là họ nghi ngờ mọi chỗ, nhờ vậy họ có thể sống được. Và bà học tôi nói là có một khác biệt rất là lớn giữa con người và con chim, đó là khi đứng trên một nhánh cây, con chim nó tên vào bên cạnh con người, tên vào nhánh cây, đứa nào dễ chết hơn? Có hiểu không? Cái hiểu chưa? Con chim thấy nó đậu như vậy nhưng mà nó tin cái cắp người ta, cho nó không có tin, người ta luôn luôn nó nghi ngờ. Và còn mình thì khác, cứ thấy thích chim nghe giọng nói, nét mặt, ánh mắt, nụ cười là phải khoai, là theo sư phụ. Sư phụ nói sao nghe vậy, sư phụ nói bậy nghe luôn. Nó thôi. Dạ. Nói bậy ai nghe. Cái vấn đề là mình biết ổng bậy không? Bởi vì nên nhớ bậy có hai: bậy mặt nổi và bậy mặt chim. Bậy nổi nghĩa là ổng nói cái điều tào lao mà ai cũng nhận ra, đó là mầm là hên. Còn có cái thứ bậy mà nó được tôn vẽ rồi sơn son thép vàng mà nghe cũng lắc là chắc cũng lộ không giống thứ sáu rồi. Cái hiểu được đó không? Cái bậy đó bên kia có nghĩa là các vị biết trong toán nó có cái trong tân toán học đó, toán học mới bây giờ nó đưa ra cho mình một loạt những cái giả thuyết, các biết không?
rất là hợp lý, nhưng kết quả là vô vô nghiệm. Học toán cái chữ vô nghiệm cơ, nghĩa là nó chẳng dẫn về đâu hết, nhưng mà rất là có lý. Tôi ví dụ chuyện tào lao như thế này, nghe quá rất có lý. Ông kia chết để lại mấy con bò cho mấy đứa con, ông để gì chút chia cái nhớ đó không? Ông để là đứa cả là được một nửa, đứa kế là một phần ba, đứa út là được một phần tư, và đứa kia là một phần năm, có nhớ đó không? Ông chết rồi đứa cả là mấy đứa con, ông nói là chia nhau 19 con bò, nhớ đó không? Thì đứa đầu tiên là nó được một nửa, nghĩa là mấy con ta? Không, 19 con. Mà con bò có chia rưỡi được, vấn đề mà chia rưỡi là sao? Thế là mấy anh em cứ để 19 con bò nó bị giòn quà, chứ sao mà chia? Thì công đoàn mới có một anh chàng, anh mới lấy một con của anh, anh bỏ vô cho thành 20, nghe đẹp chưa? Để mới chia là một nửa tức là 10 con, rồi 1 phần 4 tức là 5 con, rồi 1 phần 5 tức là 4 con, tổng cộng lại là 19 con, đúng không? Anh rút bỏ ra, nghe kẹo không? Đúng hả? Phải không? Như vậy thì 19 chia cho 3, ok, không có bị... Mà nghe một cái đó rất là hay, nhưng mà nó tạo ra cực kỳ. Bởi vì thật ra làm phân nửa của 19 chứ. 1 phần 3 là 1 phần 4 là của 19, 1 phần 5 của 19 chứ. Nhưng mà mình thấy cái chuyện mà đưa một con vô đó, mình thấy nó hay quá. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ nó mới thấy cái đó nó bạn chưa? Cho nên đừng không, thì cô là đang không sai được. Cho nên đó là... Cho nên ở đây là có nhiều cái nó sai ngầm ở dưới mà mình không biết. Sẵn đây tôi nói luôn, tút tụt tụt. Có những câu nói nghe rất là hay, nhưng xin thưa quý vị, nghe kỹ này. Nó vừa hay, nó vừa đúng, nhưng nó không phải cho mình. Có hiểu không? Nó hay, nó đúng, nhưng không phải cho mình. Nói vô cái bảo trắng ghê ghê, mà mình thấy hay quá, mình lượm lòng của mình, chặt lắc. Có hiểu không? Thí dụ như tôi đi ngang cửa sổ của bà hàng xóm, tôi nghe bà nói thế này: đi ra ngoài chơi đi con, tôi học hoài chết rồi mà tôi đã làm biến. Tôi nghe câu tôi khoái quá, thế là tôi đi chơi. Vậy tôi nghe rõ ràng, bà nói mà bà là giáo sư, bà là professor, bà dạy không được đại học, bà nói với đứa con rồi: đi ra ngoài chơi đi con, nắng bánh rồi tập xong ngày trả cho con học được là chết rồi. Hay quá. Nhưng mà một lát sau tôi nghe một cửa sổ khác, tôi lại nghe cái này: không học lớn lên đi bán vé số nè con. Nghe hiểu không? Hiểu. Thì cả hai câu nó đều đúng cả. Nhưng mà mình phải đi tìm hiểu tại sao có câu thứ nhất. Là bởi vì cái trường hợp thứ nhất là bà mẹ mới nói đứa con mà suốt ngày nó ở trong phòng đó, nó cứ lo nó đọc sách này sách kia, nó sẽ lè, nó lét rồi. Bà phải nói xấu đi cho nó đi ra, hiểu không? Nhưng mà đối với trường hợp thứ hai đó là một cái đứa nó quá ham chơi đi. Nghe kịp chưa? Chúng ta không có biết cái đó. Chúng ta không biết được cái bối cảnh nào đã ra hai câu đó. Bây giờ bắt đầu tôi nói vô sâu rồi. Không cần học Phật pháp nhiều, chỉ cần giữ cái bản tâm thanh tịnh. Nghe kịp không? Giữ được quay về với cái tự tâm chính mình, đó chính là giác ngộ. Cái câu nghe đã thiệt. Nhưng mà xin thưa, cái đó là dành cho ai? Chứ phải dành cho mình. Nghe kịp không? Mà tại vì mình vốn là thằng làm biến, mình nghe nó không hợp giáo lý là mình khoái rồi. Nghe kịp chưa? Thế là rồi, ok, có bao nhiêu cái sách đem đốt hết. Từ đây về sau là cứ giữ cái tâm rỗng rang tâm tịnh. Nhưng mà nó rỗng được ít bữa, nó mới phát hiện ra là cái câu đó hơi kỳ kỳ. Bởi vì cái câu đó là dành cho cái hạng nào? Bây giờ hiểu chưa? Thí dụ như Ngài Sắc Lợi Phất, Ngài chỉ nghe một câu thôi: vạn pháp tùy duyên sanh, vạn pháp tùy duyên diệt, chư phụ tôi đã bỏ duyên sanh và duyên diệt ấy. Ngài nghe là Ngài hiểu ngay 4 đế và 12 duyên khởi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghe cái đó nó giống là con ngồi xanh nhảy quanh hòn đá, rồi bắt cá. Chúng ta không có hiểu gì hết. Nghe kịp không? Bây giờ các vị tỉnh ngủ chưa? Vấn đề đó là nhiều câu tôi nói là mình nữa, nhiều câu rất là hay. Đây tôi không nói câu trật, tôi nói câu hay. Vừa hay, vừa đúng, vừa cao siêu, vừa ý nhị. Nhưng xin thưa các cô, không phải cho mình. Thế mà có kẻ tâm đắc với câu đó,
mới đem đi rao giảng, và một rừng người bu theo cái câu đó và không thể học giáo lý, cái việc có phải chết chưa? Đối với một người bị bệnh tiểu đường, bác sĩ có cách nói chuyện khác về việc ăn, về chế độ ăn uống. Đối với người bị cao máu, với người bị cholesterol, bác sĩ cũng nói khác nhau về cái chế độ ăn uống. Với người có vấn đề về bao tử, bác sĩ nói chuyện khác nhau về vấn đề ăn uống. Chúng ta nghe cái đó chúng ta khoái quá, bởi vì chúng ta thấy cái chế độ nó giống với cái ý thích của mình, nghe kể không? Nghe tôi nói thì chẳng nha, nghe cái thực đơn đó hình như nó hợp với ý thức của mình. Thì dù như bác sĩ cho thực đơn cho một người khỏe mạnh á, là mình nghe kiểu như có kim vậy đó, thích là quất thôi, nghe kể không, thích là quất, chỉ cần đừng có lạm dụng quá. Anh ăn gì cũng được, nhưng mà đừng đừng làm gì quá, nhớ mỗi ngày chạy bộ 2 tiếng. Mình thấy từ sáng giờ ông cấm người này cấm người kia tầm lưng mình cho tới cái ông này cũng nói nghe được cả. Cũng ăn gì ăn, nhưng nhớ mỗi ngày nhớ chạy 2 tiếng. Rồi là bắt đầu mình theo cái thực tế đó về nè. Bữa sau là ra hộ nè. Còn có được học gì nữa ở tại Việt Nam. Có tôi đá tôi thấy có bệnh nhân mà ông bác sĩ tầm lưng hết, cấm cuối cùng rồi đó. Là bệnh nhân hỏi thưa bác sĩ, cuối cùng là theo là bác sĩ là tôi chứ còn ăn rau luộc chấm nước tương thôi. Ông nói đúng. Chỉ có cách đó mới đi vào. Ngặt nghèo lắm rồi, nguy kịch lắm. Anh đi về y tá mà từ đó chuyện tôi chưa thấy bệnh nhân nào mà bác sĩ cắm tùm lum như vậy. Nó đang thiếu nợ tao. Phải ăn như vậy nó mới có tiền nó trả. Có hiểu không? Dĩ nhiên đây là chốt, đây là câu chuyện thường. Nhưng mà có bị hiểu chưa? Nó có cái tình huống như vậy, phải cho nó ăn tới mức mà ra luôn nổi cái mình chỗ, kể cả trên tầng chúng ta cũng như vậy. Cho nên phân biệt được cái nào đúng là một chuyện, nào là hợp một chuyện mà có cái điều quan trọng nữa. Có những điều ta thích mà nó không có hợp, tức là có cái đó không ta? Và trên đời này có hai cách nhận thức vấn đề. Cách thứ nhất, vẫn nhận thức vấn đề đúng như bản chất của nó. Và cái thứ hai, nhận thức vấn đề theo cách ta muốn. Có không ta? Có. Hình như có. Hình như là có. Có hai cách nhận thức. Cách một là nó như thế nào thì ta thấy nó như vậy, dầu ta không muốn, không muốn cái kết quả như vậy, nhưng mà ta phải thấy nó như vậy. Đó là cách một. Cách hai là ta nhận thức vấn đề theo cái kiểu ta muốn. Hình như có cách này rất là nhiều nha. Cho nên cùng một bài kinh, trong kinh có cái câu này. Cái chỗ này bà con kinh hay không thì tùy nha. Cái này tùy trong kinh ghi thì tôi chỉ kể cho bà con nghe cho vui nha. Phật giáo bắt tâm tin rằng đó là Bồ Tát đẻ ra mình không? Có không ta? Có cái kinh đó không? Có. Có. Dạ, yeah, đẻ ra mình không? Bây giờ không muốn là ngày đi đi kia ra cái cửa bình thường, không có xe. Bên không? Coi cái gì đó để qua một bên. Bây giờ qua chuyện khác. Là trong cái nguyên thủy và bắt tâm được nhìn nhận khi mà Bồ Tát vừa lọt lòng đó, thì ngày đi được 7 bước. Chỉ là tin hay không thì các bố tùy, với tôi không chịu trách nhiệm nha. Thì cái đi vậy cuối cùng có nói câu thế này: Agro Hamas Milo Kasa, chết thua Hamas Milo Kasa, chết thua Hamas Milo Kasa. Trên đời này ta là xếp xong, ta là ngon lành, ta là số 1. Ai làm anh đi mà chà, đây là kiếp cuối cùng. Nắp tiết đa đi của Nắp Bà Vô, thì sau kiếp này không có còn kiếp khác nữa. Đó là tiếng phạt. Tiếng hát gì thế này: thiên thượng thiên hạ, trên đời dưới đất duy ngã độc tôn, chỉ có ta là số 1. Thử sanh cùng kiếp, kiếp này là kiếp cuối cùng, vô hưởng hậu thân, không còn cái kiếp tái sanh nào nữa. Tức là cái bản tiếng Hán đó chính là dịch từ bản tiếng bản kia. Thế mà có một kẻ hiểu như thế này: thiên thượng thiên hạ, trên đời dưới đất duy ngã độc tôn, là chỉ có cái tôi là số 1 thôi. Và viết nguyên cuốn sách 1800 trang để mà xác định rằng trong kinh nhìn nhận có một cái tôi động trời như vậy. Đại dốt ngôn ngữ, dốt chơi lý, lấy hai cái dốt cộng ra 1800 trang.
Thế mà có một rớn người hưởng ứng mua nó về để mà thờ lại cái tinh thần đấy. Đó mới kiếp. Cho nên là tôi nói trình độ tạo ra thái độ là như vậy nha. Có nghĩa là tùy vào cái khả năng nhận thức của mình mà mình đón nhận, đánh giá, nhận xét, tiêu hóa, thấm thía vấn đề khác nhau. Chúng ta có răng thì chúng ta nhai kỹ một món nào đó, mà khi nhai kỹ đó nó tạo ra cái hương vị khác với cái nhai ẩu, đúng không ta? Phải hả? Rồi rồi từ đó đưa vào ở trong bụng mình, cái thứ nhai kỹ nó được tiêu hóa khác cái thứ nhai ẩu, đúng không? Bằng chứng có những thứ mình đi ra rồi trước khi bấm nút mình thấy còn nguyên, có không ta? Hiểu hả? Tại vì sao? Vì vấn đề đầu tiên là từ cái răng của mình rước, cái răng mình có vấn đề. Như là cái bà mẹ chồng đã nói với con châu còn trẻ đó, và nói mẹ cũng ở giá từ hồi nhỏ mà mẹ có gì mình cắn răng, con cũng vậy, chồng chết con ráng cắn răng. Bà nói được tháng là bà có bồ, thì đứa con châu tức lắm, nó hỏi tại sao mắt không cắn lên mà nó hết răng rồi sao mà cho nên nhiều cái người họ không giữ lời hứa mà hiểu là hiểu lầm, mà ra là có vấn đề, họ không có cắn được người ấy. Thì là ở đây đó là tùy thuộc vào cái khả năng nhai của mình, cái năng tiêu hóa của mình, cái khả năng mà thẩm thấu của mình, hấp thu của mình, mà thức ăn đó nó có, nó đem lại bao nhiêu cái tác dụng lợi hoặc là hại, ít hoặc là nhiều, tốt hay là xấu, nên hay là không nên, nghe kịp không? Cũng là cái đó mà tùy người. Hôm nay chúng ta không còn được gặp Phật nữa, mà chúng ta chỉ có thể thấy Phật qua những trang kinh, qua những gì thầy chùa Tăng Ni nói. Cái vấn đề ở chỗ là cái não trạng, cái thể trạng, cái tâm trạng của mình nó như thế nào, ba cái trạng này nó cộng lại. Các vị đừng có chê cái thể trạng nha, tức là tình trạng sức khỏe nó cũng có một phần trong nhận thức của mình, nó có. Tôi thấy khi nào mình bệnh á mình suy nghĩ khác, khi nào mình có khỏe á cái chuyện đó mình suy nghĩ. Hiểu không? Bữa đầu nó sung á, tưng nó ngồi, cái giò đầu nó bóp trắng, nó suy nghĩ khác, bữa đầu nó yếu, nó hết pin á. Bởi nên mày Mỹ nó có câu cái này, khi mà nó out of power thì out of service. Đúng không? Hả? Khi mà nó hết pin thì tự nhiên nó hết service. Out of power, out of order. Có chuyện đó mới đúng cái này vậy đó. Có out of order. Nhà cầu để là out of order và out of service. Mà tại sao nó bị out of power? Nó có trục trặc cái gì đó. Cho nên từ đó nó dẫn đến một cái khái niệm trình độ, dẫn đến thái độ, trình độ tạo ra thái độ. Cái câu đó gặp tôi được xong đó, xong rồi đây rất là quan trọng. Còn không là tự lấy son môi vẽ ra trong kiến của toilet, bathroom, trình độ dẫn đến thái độ, câu đó rất quan trọng, rất là quan trọng nha. Cho nên y kinh giải nghĩa thì ta thế và quan bám chặt từng chữ trong kinh thì đó là của oan chư Phật. Chư Phật có nói thế bao giờ? Nhưng mà ly kinh nhất tượng từ tầng hoa thuyết, rời kinh một chữ thôi đã là nói lời của ma, không có lời Phật nữa, hiểu chưa? Bây giờ mình quay nó lại lịch sử kinh điển. Là lịch sử kinh điển hồi đầu chỉ có một thôi, nhưng mà theo dòng chảy của thời gian, qua từng bước chân truyền thừa của các vị tổ nha, các vị cao tăng, thế hệ một hiểu cái bài kinh đó theo cách khác, thế hệ hai hiểu bài kinh đó theo cách khác. Mà đời của tôi, đời của ông tổ á, tổ của tôi đó, là ông hiểu bài kinh đó là màu xanh. Qua tới cái ông học trò của ông tổ là hiểu bài kinh đó là từ ông mà blue nó chuyển qua màu green, từ cái green nó qua cái màu purple, màu tím, và đến tôi là tôi lấy tím tôi tan một tí green, nghe kịp không? Thì ok, bây giờ mình chỉ còn giữ lại được cái linh hồn cốt lõi thôi, chứ còn cái râu ria, các vị có biết không, đó là đây là một chuyện mỉa mai nhất lịch sử Phật giáo. Đây là một chuyện mỉa mai nhất lịch sử Phật giáo, đó là con đường hành trì và chứng ngộ thực ra nó rất là đơn giản. Thấy ra được sự thật là đắc thì rất đơn giản, nhưng để giải thích cái đơn giản ấy người ta đã viết 80 tủ sách. Hiểu rồi, mỗi người học trò thấy sư phụ ngày đêm cắm cúi viết hết cuốn này qua cuốn khác nữa, cái sư phụ có cái thiền sư là buông hết, và thầy viết là viết cái gì vậy? Ông thầy nói
Nhiều người hiểu lầm về thiền lắm. Họ tưởng thiền là cái gì đó rất ghê gớm, mà thiền chỉ là cái sự trực nhận. Để giải thích thì đơn giản đó, thầy biết hôm nay là 6.000 trang rồi. Có hiểu không? Để cho cái đám sao nó hiểu được thiền là đơn giản đó, thì thầy đã biết 6.000 trang. Thì thầy đã tưởng nó nói thế này: con tính nhầm, đời sư phụ 6.000, đời con 6.000, nó muốn hành thiền chắc nó phải tới 30 năm. Bây giờ hiểu chưa? Cái đó là cái quy trình của lịch sử Phật giáo. Lịch sử kinh điển được khởi đi từ đó, tức là trong một đường truyền thừa đó, qua những bến bờ du nhập ấy. Một là do cái nhận thức của các cá nhân, thứ hai là vì nhu cầu truyền đạo mà kinh điển cứ sinh sôi. Và mỗi thế hệ như vậy, mỗi cái công trình sáng tác như vậy, nó lại in đậm những dấu ấn cá nhân. Các nghe kịp không? Tôi nặng về cái gì, tôi thích cái gì, tôi giỏi cái gì, tôi chuyên cái gì, thì tôi đưa cái chuyên cái giỏi đó vào ở trong công trình đó. Đệ tử của tôi nó mới y như thứ trên đó, nó tiếp tục nó mới đẻ ra một loạt sách nữa, nó mà lần này nó cập nhật cái của nó vô trong đó nữa. Cho nên từ đến bây giờ tôi chỉ nói, tôi không quát ý đây nha, tôi chỉ gợi ý cho bà con. Bà con có biết cái bộ thiền lược của ông Suzuki không? Có đọc cái đó mới người thấy. Đọc cái đó xong trở qua đọc của bà Ajahn của bà Ngài Cha Cha thì các người thấy kỳ dị lắm. Tôi không nói đúng hay sai, nhưng mà các vị thấy cái điều tôi nói đến đây. Ở đây đêm nay bà con nghe, tôi giảng xong bà con về, bà con có like, con lấy của thiền lượng ra đọc. Trong đó bà chỉ có thể tự sĩ ra bức phim. Thì nói vậy tôi cũng mong quý vị đừng mất thời gian đó. Có nghĩa là mình đọc ra xong mình thấy hồ thì ra chỉ có một việc thôi, thấy được rằng, để thấy được rằng mọi sự ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, sống bằng ba nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Chỉ có chừng đó thôi mà bao nhiêu thế hệ đã thay phiên nhau viết sách chú giải viết đến bây giờ. Phật tử nọ mà đọc ba cái râu ria xong đó là hết một đời. Và đương nhiên bà con có quyền nghi ngờ tôi, và nay mai sẽ có vô số thầy bà khác ghé bên ở đây, và cha nào cũng có một kiểu nói rất là riêng. Lần này tôi về Úc là lần đầu tiên tôi nói rồi. Tôi không tin là bà con chịu ở cái nhà tôi cấp, cho nên trong một cái tinh thần thiện chí và khiêm tốn bậc nhất, tôi chỉ muốn dựng lên một túp lều tranh giữa cánh đồng, không muốn bà con ngủ bằng sleeping bag nữa, không muốn bà con ngủ bằng lá chuối khô che mặt nữa. Tôi dựng cho mọi người một cái lều, một cái chậu bằng bốn cái cột tre. Khi tôi đi rồi thì bà con cũng ít ra, bà con có thể qua đêm trong cái chòi lá nóc lá và cái nắp tre. Muốn xa hơn một chút thì dễ lắm, rút ra từng cái cây cổ tre và thế bằng cây khác, nghe kịp không? Lần này tôi về tôi ví dụ dựng cho nó bị cái chòi tre lá rồi. Và trước khi tôi đi giao lại cái chòi đó, tôi phải xin dặn lại một điều, đó là có nhận của ai cái gì đưa vào căn chòi đó, coi kỹ nó có hợp với mình hay không, nghe kịp không? Chân nào thì dài nấy, đừng có thấy cái dài đó về Bali đắt tiền rồi dọng vô giày LV đắt tiền rồi đeo vô, mà chân mình số 8 mà bước tới số 2 là nó cần dữ lắm, reo nó bắt cái chân đi nha. Cho nên trước khi đi dặn như vậy nha, nhớ chừng mình còn nằm ngủ bình thì không có nên ăn mía. Thèm quá thì ra mua nước mía uống ở Capramatta nó bán. Chứ còn răng giả mà cạp mía là tốn tiền nữa. Cái lượng sức liều cơm gấp mắm, khéo ăn thì no, khéo to thì ăn. Chứ còn đừng có mà liều mẹ. Thấy người ta nhai mía mất trước đưa vô mà răng mới chưa có implant nữa. Có implant mía được không? Đấy. Được, nhưng mà mấy cái răng giả thì để vô là nó răng đi đường răng mà mía.
Cho nên lịch sử truyền thượng vậy, hiểu chưa? Đó là kinh Phật đi hồi đầu có một, mà trên đường đi đó là sao, cứ trên đường đi nguyên lịch sử truyền thượng cháu chỉ còn câu thôi. Do trình độ tạo ra thái độ, mỗi cuốn kinh là một thái độ, hiểu không? Mỗi cuốn kinh là một thái độ của một tác giả, mà cứ như vậy, cứ trên đường đi đó. Hồi nãy tôi nói rồi, ngay cái chữ A Di Đà, ngay cả chữ Quan Âm hay dữ lắm. Avalokitesara Bodhisattva, Avalokita là gì? Là quan sát. Một người mà nuôi cái hạnh Phật đạo, nuôi cái chí Bồ Tát là phải có khả năng quan sát. Đằng này bị mình hiểu sai là có một nhân vật tên là Quán Thế Âm. Từ cái ý niệm biểu tượng nó đã dẫn qua bên, chúng ta đã gọi là nhân cách hóa một cái biểu tượng. Thì tôi biết đêm nay có nhiều người sẽ rất là sốc, nhưng mà thôi, để tôi cũng phải chịu trách nhiệm trong cái chuyện của việc tức tối và mất rồi. Nên tôi để lại một viên thuốc, đó là các vị online tìm giùm tôi cái quyển Tịnh Độ Trong Lòng Tay. Một là Tịnh Độ Trong Lòng Tay, biết đi, Tịnh Độ Trong Lòng Tay. Thứ hai là quyển Thả Một Bè Bao. Tại sao tôi nhắc hai quyển này? Bởi vì hai quyển này là hai quyển của Hòa Thượng Nhất Hạnh, là một vị danh tăng của một giáo Phật truyền. Các vị nghi ngờ tôi là Nam Tông, là Tiểu Thừa, bài xích các vị. Thôi thì bây giờ tôi mời các vị đọc của sư phụ các vị đó. Ngày có trình độ khỏi nghi ngờ rồi nha. Còn nếu mà nghi ngày nữa thì các vị có thể nghe thêm trong YouTube Chư Hòa Thượng Từ Nhơn. Nghe kịp không? Hòa Thượng Từ Thông, Chư Hòa Thượng Từ Thông. Hòa Thượng có mở cho chúng ta một số chuyện nha, nhưng mà Hòa Thượng nói bằng cái cảm xúc cá nhân nhiều hơn. Còn đằng bên kia Hòa Thượng Nhất Hạnh nói có sử liệu, có chứng cứ, có sách vở để mình tra cứu, nhớ nha. Thì đâu đó các vị giải thích cho mình nghe nha. Như Hòa Thượng Nhất Hạnh nói rõ cho mình trong quyển Tịnh Độ Trong Lòng Tay, Hòa Thượng mình biết là cái khái niệm gọi là vô lượng quang, nó vốn dĩ nó đi ra từ cái tín ngưỡng bái ngoại giáo nha. Mà bái ngoại giáo lại là tên gọi của Ma Ni giáo. Mà Ma Ni giáo gọi trong tiếng Ba Tư đó là cái đạo Avesta, thờ cái ông Zarathustra. Mà qua tới Tàu nó được gọi Minh giáo Trương Vô Kỳ. Yeah! Minh giáo được kỹ Thiên Đồ Long Ký, trong đó có Tiểu Siêu. Rồi có Càn Khôn Đại Nải Di chính tầng, mà có cái Càn Khôn Đại Nải Di mà cái vị kiếp đó là của Minh giáo. Thì Minh giáo là có thiệt, nó là của bái ngoại giáo Ba Tư, không phải Kim Dung tự nhiên mà chế ra cái Minh giáo. Ngay cả cái bài thơ mà của Tiểu Siêu mà hát tặng cho Trương Vô Kỵ lúc chia tay á, lai như thứ thứ hề thể thể như lai như thứ thứ hề thể như không bất tri hà xứ thứ hề hà sử chung, đi tới như nước chảy như gió thổi không biết đi đâu về đâu. Thật ra đó chính là cái câu thơ của Ôn Khai Dân, là một nhà thơ Ả Rập Hồi giáo. Tất cả những gì mà Kim Dung vận dụng, tận dụng và vận dụng để viết nên 11 bộ tiểu thuyết võ hiệp đều có nền tảng hết. Những gì nói về trà, về hoa, về rượu là đều có nguồn gốc, chứ không phải là không phải tự nhiên Ngọa Long, Cổ Long hay là Ngọa Long mà ngồi mà viết tưởng tượng. Phải nói Kim Dung là một cái đầu bách khoa, Kim Dung biết rất nhiều lĩnh vực nha. Và sáng nay tôi cũng nói luôn, tôi trước mặt tôi đa phần là nữ, mà nữ là nội trợ, mà nội trợ là có như quẩn quanh xó bếp, cho nên tôi không có kỳ vọng là các vị sẽ đọc nhiều. Nhưng mà tôi nói chung cho tất cả những ai nghe và xem lại cái clip mà tôi giảng này, đó là nếu ai có điều kiện thì nên dành tí thì giờ đọc thêm kinh sách mở mang. Không có gì đáng buồn cho bằng trời đất thì bao la, núi cao biển rộng mà ta lại là chim giả. Mà trong khi bản thân mình không có tính nội tàn phật, thì tôi nói ám chỉ nó không rõ hiểu. Tức là kinh sách thì bao la, mà tối ngày thì cứ có quyển quán qua cái đè ra đọc hoài, uổng quá. Gà què quần có say nha. Cho nên chỉ có đọc tìm hiểu cả nam truyền lẫn bắc phái để mở mang thêm, để không bị vướng kẹt ở bên bến bờ nào hết.
một trong những bi kịch lớn nhất của thế giới là gì? Đó là tôi nói chậm thì chậm, mà tôi e là tiếng Việt của quý vị nó đã bị mòn theo năm tháng. Tiếng Anh chưa kịp giỏi, tiếng Việt đã kịp quên. Đó là cái bi kịch lớn nhất của thế giới, đó là thay vì dựng lên những cây cầu thông cảm thì ta lại dựng lên những bức tường ngăn cản với thế giới. Chúng ta rất cần đến những cây cầu thông cảm, Nam Tông, Bắc Tông, Cộng sản, Tư bản, Tây Phương, Đông Phương, Âu, Á. Chúng ta cần đến những dịch cầu thông cảm, giao thoa, trao đổi, học hỏi, kế thừa. Đằng này chưa dở là chúng ta phải dựng tường, 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 tường. Bắc Tông kỵ Nam Tông chưa gì hết, là lý thế thì Nam Tông là thế tiểu thừa, đóng cửa lại, không bèn quá. Mà trong khi ngày xưa mình thấy Kiều còn biết cách mình qua ngọn đường qua chứ trên kia cũng còn qua đường. Đời Kiều mới khá được. Thấy Kiều không? Biết leo tường đôi khi cũng là một cái đạo sống. Mình tưởng leo tường chỉ là trộm không? Hành giả, học giả cũng phải có khả năng leo tường. Vì sao vậy? Vì với khả năng leo tường ấy, ta mới thoát ra khỏi cái câu danh ngôn mà tôi vừa nói. Thay vì dựng lên những cái cầu thông cảm thì ta lại dựng lên quá nhiều những bức tường. Thế là trong trường hợp ấy, thế là trong trường hợp ấy, ta phải có khả năng đào tường về nhé. Hiểu không? Quan trọng lắm, quý vị, rất là quan trọng. Cái đại kỵ nhất của chúng ta đó là một chiều, và tôi nói luôn với quý vị, thường nhìn thấy cái chim lòng cá chậu đã chịu không nổi, cảm thấy bất nhẫn và trắc ẩn. Nói chi là chính bản thân họ là chim lòng cá chậu. Vậy tôi nói gì không? Một người có đầu óc bình thường thấy con chim bị nhốt trong lòng con cá, bị nhốt trong bồn, là họ ta thấy nó có gì đó rất là bất nhẫn, chịu không nổi nha. Hãy để tự nhiên nó trở về với trời cao đất rộng, chim phải trời cao phải nước nha. Chứ còn nhìn thấy giam nhốt lòng không có cam. Nói chi là bản thân mình, mình nhìn thấy một người mà bị vùi sâu nghiêm chặt, bị giam, bị nhốt ở trong một cái lòng chậu mà kiến thức dầu đó là chính trị, văn hóa, tôn giáo, nhìn nó khó chịu lắm. Các vị có biết không, trên thế giới hiện giờ năm nay là năm 2019 vẫn còn tồn tại đâu đó dưới gầm trời này những cái đầu rất là thông minh, nhưng mà từ bé đã bị nhồi nhét là không được quyền nghi ngờ cái con đường mà mình đang đi. Các vị có tin không? Khiếp như vậy. Năm nay năm 2019 có biết bao nhiêu thanh niên Hồi giáo suy tư kiểu gì không dám rời được Koran, lấy Koran làm basement, làm background. Có biết bao nhiêu thanh niên phải suy nghĩ như thế nào không ra rồi khỏi đường lối của mắt lê, cắt mát, ăn ghen. Có biết bao nhiêu thanh niên ăn rồi chỉ thở hưởng hồng thư đúng không? Trịnh Đông đến bây giờ nè. Có biết bao nhiêu thanh niên trên thế giới phải suy nghĩ không dám rời khỏi cuốn Bible của cơ đốc giáo, cơ New Testament hay là Old Testament. Họ lấy cái đó làm cái nền. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy cẩn thận coi chừng. Phật giáo Nam Tông có cái nhà tù cho Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông có cái nhà tù nhốt Phật giáo Bắc Tông. Nghe kịp không? Không có gì có thê thảm cho bạn. Chứ Phật đại bi tấm lòng vô lượng ra đi rồi để lại một cái nhà tù cho chúng sanh. Mà nhà tù đó ở đâu ra? Do cái đám phàm phu nó dựng lên, nó nhốt nhau vào trong đó. Nghe hiểu không? Điều ra là cái đêm mà phải nói là tôi gieo thù gieo quán khắp thế giới. Các vị nghe kịp, không có gì bậy cho bằng. Tôi nói là lần nữa, Phật bỏ hết tất cả rào dậu, tất cả giới, tất cả giới tiến, tất cả ngục tù để giải thoát tất cả chúng sinh. Phật đi rồi đám phàm phu ở lại mua gạch, mua đá, mua xi măng về đúc cái nhà tù nhốt nhau vào trong đó. Hôm nay Trạm tới đây, Trạm nói nhỏ một cái Khanh nghe, cái Khanh hẳn Trạm. Chuyện đó có, tôi biết. Với những cái mặt tôi thấy đậm đậm sát khí. Tại vì họ nghĩ là tôi đã chạm tới sư phụ của họ. Tôi không thể làm chuyện hèn như vậy. Tôi biết họ sư phụ họ là ai. Nhưng mà tôi phải nói rằng, chúng ta chỉ có 100 năm thôi. Đó là sống dài, sống yếu như 70 năm thôi. Thế mà trừ thời gian ngu và ngủ ra, chúng ta còn là bao nhiêu? Thời gian ngu là để ăn gì ta? Nhớ không? Ngu là 18 trở về trước, rồi là ngu.
còn ngủ là người ta tính toán là 1/3 đời mình ngủ. Như vậy từ lúc ngu lúc ngủ ra thì chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian, mà trong một nửa thời gian, trong cái phần thời gian còn lại nó dành cho hôn nhân, cho chính trị, cho đâu có tranh, rồi cho văn hóa, cho cơm gạo áo tiền, thì chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian để đi tìm cái tự do cho mình. Đến một ngày mà khi còn nằm, khi nằm liệt giường mà còn thở gấp gáp ấy, mới nhớ ra là ý nghĩa thực sự của đời sống mà mình đã tìm thấy là cái gì. Nhớ năm xưa trên mặt đất này có một con đường chùa gầy gò tâm riêu teo như đậu dừa đã mở một con đường cho mình đi, mà ngày ấy mình nghi ngờ ngẩm bằng ác ý thái vì vị trí. Bây giờ đi trước mình vô hủ sớm hơn thì mình ngồi đây tiếp. Ở đời có hai người mà mình phải nhớ ơn họ. Một là cái người cho mình đồ ăn, và cái người thứ hai là cái người dạy mình ăn như thế nào và ăn cái gì. Có nhiều khi người ta dịch một món đồ ăn ăn ra khỏi tay mình mà mình phải cảm ơn họ. Và nhiều khi chúng ta phải cảm ơn là vì họ cho, họ trao cho chúng ta một món ăn. Và nhiều khi chúng ta cũng phải cảm ơn họ là vì họ đã dịch cái món ăn đó ra khỏi tay mình. Vì đó là liên tưởng gặp đối với cái bát của chúng ta nha. Chủ đề chúng tôi không hề nói ai hại quý vị, ai cho quý vị ăn đồ độc. Tôi chỉ nói các vị cẩn trọng một tí, vì các vị chỉ có một cái mạng cùi thôi. Các vị không thể làm con chuột bắt cho người ta, hiểu không? Đến đây tôi vừa nói xong cái gọi là lịch sử kinh điển nữa. Hiểu không? Tôi nói sử thì các vị nghe mà. Trong sử mà tôi nói một cái giọng lan man như vậy, các vị là lịch sử kinh điển đấy. Còn lịch sử truyền thừa là sao? Cũng theo đó mà nói, theo đó mà hiểu. Lúc Phật còn, trong kinh, trong chú giải ghi rằng lúc mà Phật Niết Bàn ở Kusinara, tại Ấn Độ có non 1 triệu thì khéo, trên 700.000 thì khéo. Mà lúc đó Ngài Ca Diếp, Ngài thấy rằng là cái số người mà thuộc lòng Tam Tạng nó dày đặc. Nhưng mà để tổ chức cái kỳ thức tập thì Ngài thấy rằng đông quá, chỉ mất thời gian thôi. Ngài chỉ chọn ra có 500 vị tại thành Vương Xá để làm cuộc kiếp tập, xác định đâu là lời dạy của Thế Tôn. Các vị tưởng tượng 500 trên 700.000, cái tỷ số, cái tỷ lệ là một số rất là nhỏ, nhỏ lắm. Nhưng mà tôi đã nói rồi, ngoài 500 vị A-la-hán nó ra còn vô số những vị A-la-hán khác và vô số những cái vị phàm tăng mà thuộc lòng kinh điển. Và các vị cứ vậy mà đi truyền đạo. Thì truyền đạo chúng ta biết rằng lúc đầu là Phật giáo được gói gọn ở trong Ấn Độ. Đến lúc 218 năm sau khi vua Dục mà lên ngôi và đã thành Phật tử, thì vua mới cho cử chính phái bộ truyền giáo đi từ Ấn Độ sang các quốc gia khác để truyền đạo. Trong đó có hai người cư sĩ được gửi đến Hy Lạp, mà trong tiếng Pali gọi là Yonaka. Yonaka, cái chữ Hy Lạp đó, trong tiếng Pali gọi là kêu là Yonaka. Nhưng mà đến đó thì sao? Chỉ làm hai người cư sĩ này chỉ làm được một chuyện, đó là giống như họ làm những chuyện mà tạm thời giống cái chuyện tôi làm ở Úc vậy. Tôi cứ nghĩa là gợi ý cho người ta nên nhìn lại cái mà người ta theo đuổi từ đó đến trời rồi. Hai người nữa già chết ngắt, chỉ vậy thôi. Còn tám phái đoàn kia đi về đâu ta? Đi về Lào, Miên, Thái, Miến, Việt Nam. Trong đó có hai vị là Ngài Sâu Ná và Út Tá. Ngài truyền đạo đến một cái xứ mà gọi là xứ Xu Quanh Phu Mí. Xu Quanh đó là vàng, Phu Mí là vùng đất. Đó chính là gọi là cái tên mà hôm nay người Thái họ lấy và đặt cho cái phi trường của họ. Ngày xưa nó chỉ có phi trường Đông Mường thôi, bây giờ nó phi trường nó nhỏ, bây giờ thêm phi trường mới là Xu Quanh Phu Mí. Thế đấy, Thái đi phi trường đó. Cũng phải rồi, nói gì cũng không biết. Thì cho đến bây giờ người ta vẫn mơ hồ Xu Quanh Phu Mí nằm ở đâu. Người Miến họ nói Xu Quanh Nam Phương là Miến Điện. Người Thái nói là Xu Quanh Nam Phương là Thái. Và các nhà sử gia ở Campuchia thì họ nói đó là An Giang Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết rằng
đến đời nhà Trần. Trước đời nhà Trần thì biên giới Việt Nam chỉ có tới Thanh Hóa, đúng không? Từ nhà Trần có ví dụ mà châu Âu, châu Rí, miền Trăng, chúng ta có quốc thêm ai cho chúng ta biết. Huế nó từ cái tiếng Hóa mà ra, biết không? Huế Hóa, Thuận Hóa, Thanh Hóa, yeah. Người Trăm mà đọc là Huế. Cũng giống như chợ búa thì chữ búa đó là từ chữ phố, nếu người Trăm mà đọc ta nói là chợ búa là chợ và phố là chợ búa. Rồi thì là đến chúng ta chỉ tới đó thôi. Rồi phần từ ở đó chúng ta biết hôm nay từ Huế, Hội An vào tới Phan Rang là đất của Chà, có gì biết không? Rồi còn phần Đồng Nai là bỏ ngỏ, nghĩa là lúc trên bờ cờ của dưới đất là cái xấu, không có cha là cũng dành ở trên cái chỗ đó, đất quay không có đủ. Rồi từ Sài Gòn trở xuống tới Cà Mau là đất của Trân Lạp, tên cũ của Campuchia. Yeah. Cho nên Sài Gòn nó có cái tên là Prenacol, Pren là rừng, Nacol là thành phố rừng, là bởi vì ngày xưa có một thời đó là bến cảng. Cho nên tên Sài Gòn nó từ cái gốc là chữ Tây Cốc, Sài Gòn Tây Cốc. Thì có nghĩa là đến cái đời vua Gia Long Tẩu Quốc, cái thời mà Nguyễn Ánh mà bị Gia Long rượt á, bỏ qua bữa ra đảo quốc là chạy qua Xin á, thì lúc đó mình chưa có chữ S. Khi mà Nguyễn Huệ chết rồi nhà Nguyễn mà đắc thế mà diệt nhà Tây Sơn, cái chuyện đó mà phải không? Thì lúc đó là cái gia đình của gia đình họ Mạc á, Mạc Thiên Tích, Mạc Cửu đó, là dẹp loạn cái đám dòng họ nặc ông Tôn, nặc ông Trân có chân là họ mới lấy mấy cái tỉnh của miền Tây đó, họ mới giao cho chú Nguyễn nha. Từ đó Việt Nam nó có bản đồ chữ S, có nghĩa là đoạn ngoài từ Bản Chóc mà cho tới Thanh Hóa, lúc đầu đó là biên giới mình là từ tới Bi, cái đó có phòng cái núi là núi Bi Sơn, Bi là bia, cái là nó có cái ranh giữa mình với Chàm đó không. Rồi sau đó mình mới có luôn cái phần đất của Chàm, tức là phần nào là xính lễ của Chế Mân, rồi phần nào là mình cử đoạt luôn nha. Các bạn biết Chế Mân tức là tên tiếng Phạn, chứ không phải là tên Chế là chữ Chế Giác, Chế Giác là chiến thắng, còn Mân là văn mình, văn mình là văn đấy. Mà người Tài người Chàm nó là Chế Văn Mân, mình đâu là Chế Mân. Là tiếng Phạn, cái gì chữ Phan Rang đó là tiếng Phạn, đó là băm đú răng gác. Mình đọc là danh là băm đú răng, đó là Phan Rang, yeah. Còn cái núi Ba Thê An Giang, ba là hai, thê là thê đó, là cái chỗ ghi dấu hai vị trưởng lão đến truyền đạo đó. À, mình cứ đơ ra mình không biết. Thì là Phật giáo truyền đến đó, rồi thì sao ta? Cứ Phật, cứ bị buồn ngủ hả? Buồn ngủ đi về ngủ đến cào hai con một hồn. Cả đời đâu có bao nhiêu cơ hội để ngồi nghe như thế này mà cứ đi đến cào hoài không chán, cứ vô đây rồi chạy. Thì là Phật giáo đi đến đâu cái điện các vị phải phải ủa là nghĩ rồi phở ở Sài Gòn khác phở ở Cali có đúng không? Đó, phở qua đây ăn hơi khác một tí. Vì không phải ở đâu cũng có rau Huế, phải ở đâu cũng có ngò gai, không phải ở đâu cũng có tương tạo. Thế là cách đây có một cái hôm mà con cho tôi ăn phở mà bằng cái rau gì đấy như kinh giới gì đó. Lần đầu tiên tôi ăn mà tôi chảy nước mắt, tôi nhớ má tôi nó biết má còn ở đâu trong ăn cái món mà trời ơi. Cảm ơn tôi phở nó ăn mà nhớ má người. Bán trẻ cũng bán vậy luôn. Cái kiểu Út nó trời. Có nghĩa là không phải tôi che, mà tôi che nó chỉ nó ra là một minh chứng sống cộng là chỉ có Út nó mới ăn thở quái thở như vậy. Bởi vì sao? Ăn cua rô mà. Thì các vị thấy cũng tô phả mà trên cái bước đường lưu lạc theo cái đám lương dân vị sư, cái đám mà thuyền nhân Việt Nam cũng có tô phở ấy, nó qua Monza, Little Sài Gòn, nó khác, nó về Houston, Texas, nó khác, nó qua Sydney, Canberra, nó khác. Mà mang mai nó về Alaska, mà chú biết nó còn cái gì nữa. Cho nên Phật giáo y chang như vậy, Phật giáo truyền ở mỗi nơi khác.
và có một đoạn vào đời nhà Minh. Đời nhà Minh hát đường tấu Nguyễn Minh Thanh nha, đời nhà Minh. Phật giáo Nam Tông. Lúc đó tại Campuchia, xin lỗi, tại lục tỉnh mình á, biến chất đến mức mà cùng cực, mà sau đó mai là được phục hồi trở lại. Biến chất cùng cực là sao ta? Ở mỗi một cái ngôi làng, trong một ngôi chùa, mỗi ngôi chùa có chủ trì, ý danh mình, mỗi chủ trì đó là vua của một chùa, vua của cái làng đó, và ông có quyền thay Phật, có quyền thay Phật. Ông đưa ra những cái giáo lý nào ông thích, ông muốn chỉnh sửa là rất là đặc biệt, là pháp luật địa phương vẫn dưới tay ông. Nói đây tôi mới nhớ gì, bên Pháp, có biết, cái vị biết nhà văn Voltaire không? Một lần ở trong buổi tập tiên, có một cái ông kêu ông hút thuốc, một cái đất viên ngoài nó cháy, thì có ông linh mục cũng mới lấy ra che, thì cũng không cháy, thì con đang ngồi ở bên, con đang nói dưới cái bàn tay tôn giáo làm sao có lửa. Hiểu không? Con đang là trong biến sâu cũng sạch cay ngọc nghe che, nó dưới bàn tay tôn giáo làm thì có lửa. Thì các vị biết đó là ông trụ trì mà thời đó là vua một tội. Theo luật á, ông tỳ kheo mình nắm tay một cô là phạt, bị phạt banh xác, bắt tay thôi, vuốt tóc là bị phạt banh xác. Và chúng mình nói ông sư á, yêu không sợ tình tan vỡ, mình tự mình không phải sợ đổ vỡ, sợ đổ bể là chúng vậy. Mà lúc đó theo cái phong tục của miền lúc đó, mỗi một cái đám cưới thì cô dâu trước khi động phòng là phải cho chủ trì xài trước. Có hai lý do. Thứ nhất là ông xài trước để ông nói cho chú chú rể biết là hàng mới. Nó đau chủ đó, nghe kịp không? Cho ông xài trước để ông báo cho chú rể biết là hàng mới, ông thử rồi. Cái thứ hai là ông làm vậy để ông cho phước, để cho cuộc hôn nhân nó bền vững, cũng chuyển phước vô cho phước bình tĩnh. Có nghĩa là có một giai đoạn Phật giáo xuống cấp như vậy đó, có một lúc Phật giáo xuống như vậy, hiểu không? Cái vấn đề kể cho mình nghe cái chuyện mà tận cùng như vậy đó nha. Nhưng mà may mắn là sau đó, may mắn là sau đó thì cái chuyện đó không còn nữa. Mà tại sao tôi kể cho mình thấy rằng Phật giáo đi qua cả một đường, rồi Phật giáo đi qua Lào, qua Miên, qua Thái, nó tạo ra một thứ Phật giáo mê tín, các bạn biết không? Hôm nay các bạn về Thái, các bạn thấy những vị sư mà họ xăm từ ở đây, họ xăm nát người, các bạn có thấy không? Rồi các bạn thấy mà họ đeo coi như là cả tất cả mấy trăm gram vậy ra nè. Rồi lên taxi là nó đeo, nó treo nhiều hơn thật, nhìn nó còn như nó vừa treo như mặt, còn vừa cúng hoa cúng trầu nữa. Thì một giáo Phật giáo Nguyên Thủy vốn dĩ không có đó. Phật giáo Nguyên Thủy là một đạo Phật trí tuệ, chánh niệm, từ bi. Chánh niệm, trí tuệ và từ bi vốn dĩ không có chỗ trống cho những cái mà tôi vừa nói. Nhưng mà vì sao mà những thứ đó nó có mặt được, là vì sao? Là vì dân trí địa phương. Mình đừng có mọi thứ mà là trăm dâu đổ đầu tâm. Một phần là do mình nữa, mình là cư sĩ, mình làm sao mình nó trở thành cái nền để mình chấp nhận những cái thứ đó cho nó sinh sôi, hiểu? Chứ nếu mà cái việc phản ứng thì chỉ nó không có, hiểu không ta? Mà ghét nhất là có chuyện gì đổ thừa. Tôi đâu biết đâu, tôi cư sĩ, tôi đâu biết trong kinh có nói rõ không? Các vị nghe hiểu không? Không thể nào mà già đâu còn già, có cháu ngoại còn ngu. Mình không thể nào mà mình đi đổ thừa cái thằng đi được, chính mình có một phần trách nhiệm trong đó. Thử mình tẩy chay thì nó sẽ không có. Và đằng này mình cứ dung dưỡng là cái hình tượng chuyện cho nó đi mình chửi. Yeah, có năm theo tôi 50% là mình cư sĩ, 50% là tăng niên. Còn bấm ra tôi nói rồi, tôi nói là tôi giết người gieo đợi máu. Cái bậy nhất của mình bây giờ là coi trọng cái chùa hơn là Phật, và tức là những gì Phật dạy. Và cái thứ hai nữa là Miến Điện khác Việt Nam có một điện, đó là ông Tăng Miến Điện được đào tạo giáo lý trước khi bung ra cho đi truyền đạo. Còn mình cho đi truyền đạo trước là rút kinh nghiệm học giáo lý. Cái hiểu đó không? Mai này cứ tiếp xúc sẽ thấy cái đó. Tức là có trường hợp vì tự ái mà giấu cái dốt của mình, hoặc là vì
cái quan điểm cá nhân thấy đó là hay, rồi lấy cái đó đi truyền đạo để cho người ta phải chấp nhận mình, biến người ta trở thành con chuột bạch. Cái đó rất là đáng buồn cái lịch sử Phật giáo Việt Nam nha. Vì đó chuyện rất là đáng buồn là chính vì những cá nhân như vậy đã biến Phật giáo thành nên là nhiều nhánh, chỉ có gì hết nhiều nhánh, và có những nhánh rất là vô lý. Chẳng hạn như Việt Nam mình có Cổ Sơn Môn, có Lục Hòa Tăng, cái được đó. Cổ Sơn Môn thì người một ông thầy có thể có vợ, ở miền Tây Việt Nam mình trong ngôi chùa có thể có cái ao cá, có cái này cái tiếng cá dồn, mỗi lần thả xuống là nó muôn lợi nhiêu muôn nguyên chùa, có ao cá dồn, chùa có nuôi gà, có nuôi heo, và một vị thầy có người có vợ và có con. Và khi có khách tăng tới thì ổng hỏi rõ ràng lắm, tá hay rị, tá tức là có uống rượu được không, có đàn bà được không, gọi là tá. Còn rị tức là những vị nghiêm túc strictly, đó là cái từ trong chùa. À, ông người dân, người dân làm rượu thì là dí thá, dí thá, còn người chùa là tá rị. Và giờ hết mình đừng có chửi Việt Nam, bên Nhật sẽ có cái tăng tăng là ông thầy có vợ được, rồi có hai chị có hiểu không, là trụ trì bên Nhật là triệu phú, các vị biết không? Họ giàu lắm, không phải cây cơ mà vô tụng điện miễn phí. Trước chùa có nguyên một cái mái che mà trong đó họ treo đầy những cái gỗ thông, rồi bà con muốn ghi tên của ai cầu siêu thì cứ ghi trong đó, rồi máng lên đó, rồi ông trụ trì mới gom hết nó vô ổng đốt. Tiếng Bắc Kỳ gọi là hóa ở trong một cái đỉnh bằng đồng. Thì khi ông đốt như vậy là những cái lời cầu nguyện nó được xen tới tham gia của mình, vừa xen gọi là ship luôn, xen là ship. Và cái ship in phi đó thì hơi cao, tại vì mấy em là khấn hơi nhiều đó là giá khác, vì ship nó hơi nặng đấy, em đi xl hơi nặng chuyển em ghi ít thì ghi nhiều quá là chuyển hơi nặng. Thì hôm nay tất cả những chuyện đó chúng ta phải biết để chúng ta đừng có sốc, nghe kịp không, vì cái chuyện tự nhiên trên cơ thể con người cũng có chỗ dơ chỗ sạch, nghe đúng không ta? Thì huống chi một trong mấy chục kilo mà chỗ dơ sạch nói gì, là trong một cái đạo to đùng có cái tầm ảnh hưởng toàn cầu là sao không có vấn đề gì, quý vị phải thông cảm cái đó. Và chúng ta nên nhớ thế này, trình độ dẫn đến thái độ, nhiều khi chỉ thay đổi một cách nhìn thôi, thay vì mình chửi đó là ông siêu hổ mang thì mình hãy nghĩ rằng con hổ mang nó biết làm sinh tình hình khác. Hiểu không? Hiểu rồi. Và cũng một cái bụi hoa hồng mà có hai thái độ, một bông đẹp thiệt mà gai không, mà đó là thái độ một, bông đẹp thiệt mà gai không, thái độ hai gai quá trời gai mà bông thiệt là đẹp. Hiểu không? Hiểu không? Dạ. Giống như người ta nói, đừng tự hào tôi nghèo mà tôi học giỏi, mà hãy tự hỏi tại sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Đó là do thái độ mình thôi, cái đó quan trọng lắm, thái độ rất là quan trọng. Thái độ một, cái bông gì mà gai không à. Rồi thái độ hai, gai quá trời gai mà bông thiệt là đẹp. Hoặc là mình chửi cái đồ siêu hổ mang, thì phép chữ thứ hai kệ đó, hổ mang cũng biết là gì. Thì với thái độ đó là mình thấy tình hình thử khác đi nhiều dữ lắm nha. Đó, mình thái độ gì đó, trình độ là chỗ đó, đó trình độ gì đó thái độ. Thì đêm nay tôi đã điểm sơ cho bà con nghe về lịch sử truyền thừa và lịch sử điển, và tôi kết thúc lại bằng cái nội dung này. Tất cả chúng sanh dầu có bao nhiêu loài đi nữa, số lượng là bao nhiêu đi nữa, thì gom gọn lại là chỉ gồm có 6 cái khuynh hướng tâm lý mà tôi nói đêm qua. Đó là dục tánh, thất tầm lâm, nộ tánh, dễ dàng bất mãn, độn tánh, nhớ dở hiểu chậm, đản tánh, bôn ba lăng xăng chỗ này chỗ kia, mộ tánh, đụng đâu tin đó, và ngộ tánh là có khả năng phân biệt, phải quấy biết chọn lọc. Nghe kịp không? Thì trong 6 cái này thì chúng ta tự mình ít nhiều của con người cái loại nào, à, cái loại nào. Thứ này là một là đụng đâu tin đó, hai là dễ dàng bất mãn, còn ba là thích đủ thứ, gặp cái gì một khoái, tùy, hoặc là lăng xăng, hoặc là chậm, tức là nghe hiểu chậm,
nhớ dở thì tùy. Chính sáu cái khuynh hướng tâm lý này cộng với tiền nghiệp và môi trường sống đã trở thành ra background và cái basement cho cái nền tảng nhận thức, nền tảng tâm thức. Chị và tôi nhắc lại, chính trình độ đã tạo ra thái độ, cho nên chúng ta tiếp nhận và kế thừa Phật pháp không giống nhau, mặc dù tất cả đều đi ra từ một dòng chảy duy nhất. Ở đây quý vị biết cà phê phim không? Cũng một hộp cà phê đó, cũng cà phê Ban Mê Thuột, cũng cà phê Mocha, cũng là cà phê Arabica đó, cũng từ một cái producer đó. Nhưng mà cái đồ lược đó, nó có dơ hay là sạch thì kẹp không? Nó ra cà phê khác nhau, cái mùi khác nhau đúng không? Tôi còn nhớ một vị thượng tọa bên Mỹ kể tôi nghe chuyện này năm 1992. Cái lúc Trung Quốc nó mở cửa đó, du lịch họ nó tệ coi như là không tưởng tượng được. Một vị này háo hức muốn biết cái văn hóa Tàu nó ra sao, vì đã trót yêu văn hóa Tàu và cộng với tò mò là nước Tàu sau mấy chục năm sau cái bàn tre đó, bức bàn sắt cứ nó ra làm sao. Hai ba cái tò mò cộng lại với đẩy chàng trôi vào đó. Ông ơi, ông xuống cái ba nhìn cái phi trường từ Bắc Kinh nó nhớt nhát là một nó có tò mò thì cũng tính lắm mà ngộ lắm, nó nhìn lên dương nó nhìn ngộ lắm, nó kiểu cái này ở cái thành tinh nào xuống. Và cái vị thượng tọa nói rằng đó là thời điểm đó là thời điểm bằng vàng cho những cái kẻ nào mê đồ cổ. Bởi vì cái đầu của người đạo sau mấy chục năm họ không biết đồ cổ là cái gì, họ chỉ biết đó là đồ cũ thôi. Trời ơi, nó coi có mấy cái cục sắt cục đồng mà nó để nó chặn cửa đem truy ra là đồ Hán Đường Tống công đó. Đã lắm. Nhưng mà một cái gì là chuyện tôi muốn kể nè, đó là bữa đó ông vô trong cái nhà hàng ở Bắc Kinh, ông rót trà ra ông uống, ông nghiêng xuống ông thấy trong cái gì nó sạch sạch nó không phải trà, ông mới mở nắp ra ông ngửi đâu được, ông cứ kêu là còn có cái gì cái bơ là nó nói cho cái cô mà tôi gai là của tôi gai nhìn tên cho ông nghe. Hôm qua có cái ông khách mà quen nhé này nè, ông tới đây ăn món vịt Bắc Kinh mà thấy mỡ nhiều không, ông mượn cái này ông đừng mỡ đem về chắc là ông trả chưa rửa ở chợ chốc làm gì dữ vậy, đem vô rửa thì sợ lại chế đà cho uống mà mỡ lớp ai mà phiêu mà phiêu. Thế là nó cũng nói ô long long tỉnh tờ lên lên chẳng hạn, nhưng mà nó đi với mỡ dịch ủa cũng ngộ lắm. Thì như vậy Phật pháp cũng là trà long tỉnh, Phật pháp cũng là đạo long, nhưng mà Phật pháp bị pha trong cái ấm mà chưa mở dịch thì nó ra cái nguồn ngộ nha. Trong kinh nói Phật kể ngày xưa có cái làng tên là làng Amakat, cái làng nó có cái trống giống như mình có trống đồng cục lũ, trống đồng đồng đông sơn, trống đồng hòa bình nữa. Cái trống nó bằng da, cái tan trống, cái thanh trống bằng gỗ, hai đầu bằng da đẹp. Mỗi lần mà trong làng có cái chuyện gì mà làng xã đánh bừng kêu thằng mỏ thì nó gõ trong báo tin là từng bà con tụ họp lại, tiếng trống ở đây tiếng nói chung của làng, một lời hiệu triệu tiếng kêu gọi của cả làng. Theo năm tháng cái thanh trống một đi rồi, cái miếng da bên trống nó cũng bị mò ngao bị hư, mà ở chỗ nào mà gõ mà hư người ta đưa cái gỗ mới vô, gỗ bằng da hư rồi đưa cái da mới vô, hiểu không? Cuối cùng rồi thì cái trống nguyên thủy nó không còn nữa, nhưng nó cũng cái tên của Anaka thì vẫn còn. Phật dạy sẽ có một ngày mà cái giáo pháp ta cũng y chang như vậy, có nghĩa là nội dung bị chỉnh sửa tầm lâm hết, nhưng mà ta vẫn gọi đây là Phật giáo, gọi đây là Phật ngôn. Okay. Tôi có một cái tâm nguyện là